Hello báo nha. Hello bạn Nhật Moon. Tính nhầm. Xưa đây cái chân là kia kìa. Là sao? Thì cái camera trên kia mà. À quên. Vậy sao? Đây là gặp mít. Em thò đầu xuống ghê. Thò chân xuống. Mọi người đợi tí xíu nha. Tí nữa tầm khoảng cỡ 8 giờ thì mình sẽ bắt đầu. Bây giờ mọi người có thể rủ bạn bè của mình nữa. Tí nữa mọi người có thể có câu hỏi gì thì mình vô mình tương tác luôn. Này, con này thì cái phần... Hello anh Bộ. À, anh khiêm tốn quá nha. Anh Bộ luôn luôn xuất hiện. Chào bạn Trần Yonsi. Yosef. Có hai vị nước ngoài hả? Ừ. Hai. Rất cười gì. Châu Harry. Khó đọc quá. Được. Hello anh Long. Bên này mọi người sẽ thấy phần bình luận. Cô giáo vẫn bon chen vô đây. Anh Long đó, cái quý này bật cái á, là nó không có chạy xuống những câu hỏi mới, nhưng mà trong này nó luôn luôn là nó cập nhật cái câu hỏi mới liên tục. Nó nguyên nhân khi người ta like, người ta bật điện thoại, hiểu không? Nói về cái ở trên PC á, nó có cái mới mà nó không có hiện. Ý là chỗ hồng hồng hả? Ừ. Ngay chỗ này nè, cứ mỗi lần mình coi là mình phải kéo xuống, à. Nó không có cập nhật. Ủa mà sao trên cái ô màu hồng của em nó không có hiện gì vậy? Ồ chắc bà rồi, nó không cập nhật rồi đó. Không cập nhật rồi. Phải cờ đa, trà đi. À, hôm nay chém gió đầu tiên nên hơi rung anh Bộ à. Chào bạn Hiếu nha. Mình đợi tí xíu tầm khoảng cỡ 8 giờ mình bắt đầu. Chào bạn Kim Hồng Quân. Mọi người có mấy người ta là ít hơn mọi khi. Mọi người ai có chuẩn bị câu hỏi gì thì tí nữa cuối phần á thì mình sẽ giao lưu với anh Nguyên luôn nha. Ai có thắc mắc gì về cái ngành này á. Mất mấy giây cũng hơi chưa quen nên thấy hơi kỳ kỳ ha. Ừ. Nó bắt buộc nó phải delay vậy hả? À. Ủa để tí xíu. Rồi thì mình chuẩn bị mình bắt đầu luôn nha. Thì không mời mấy em. Hello anh Phùng. Đâu anh Phùng fan cứng luôn ta, lúc nào cũng xuất hiện. Hi hi. Anh Đỗ Nhật Linh. Hello anh Linh nha. Thì hôm nay mình sẽ giao lưu với anh Nguyên nha. Như mình có giới thiệu mọi người á, thì anh Nguyên là 3D artist mà làm có kinh nghiệm 10 năm rồi, nên bây giờ mình sẽ hỏi anh cái quá trình học của anh nó sẽ như thế nào. Thì anh có thể cho ông biết là định mệnh nào đưa anh đến cái ngành này được không? Thì đầu tiên chào mọi người ha. Mình cũng mới livestream lần đầu thôi nên là nó hơi ngố ngố vậy đó, có gì mọi người thông cảm ha. Thì quay lại câu hỏi của Hưng, thì mình đã bắt đầu cái ngành mình bắt đầu công việc này như thế nào? Thì khoảng 10 năm trước, thì lúc đó mình đang là sinh viên năm 2 bên trường kiến trúc á, thì mình có đi học một cái lớp 3D Max để mình dựng diễn họa kiến trúc nhà cửa. Thì sau khi mình học xong cái khóa đó thì mình mới bắt đầu mình tìm hiểu trên mạng, thì mình mới vô tình phát hiện ra là thì ra người ta dùng 3D để người ta làm game, làm phim hoạt hình, làm những cái nhân vật rất là đẹp. Thế là từ đó mình dính theo cái nghề này luôn. Mình vừa học ở trường kiến trúc mà mình tự học thêm về ngành 3D, rồi sau đó mình xin đi làm. Khoảng năm 2 thì sau khi mình tự học một năm thì mình đã có portfolio để mình apply vào các công ty 3D. Là anh học là học ở trên mạng hay là anh đi đăng ký ở trung tâm để học chuyên về 3D luôn? Thì lúc đó mình chỉ học có đúng một khóa duy nhất trong vòng một tháng là học về diễn họa kiến trúc, còn lại sau đó thì toàn bộ là mình tự học trên mạng hết. Nghĩa là anh sẽ tự học rồi xong sau một năm thì bắt đầu đi làm? Đúng rồi, mình tự học trên mạng trong vòng một năm. Vậy thì là trong cái lúc mà anh học đó anh có khó khăn gì cái lúc ban đầu không? Thì khoảng 10 năm trước thì cái khối lượng thông tin và những cái tutorial hay là cái nguồn để mình học nó không có nhiều, như bây giờ. Hay bây giờ thì chúng ta lên YouTube rồi chúng ta search thì nó ra rất là nhiều luôn, tha hồ mà học. Các bạn có thể tiếp cận được tất cả mọi cái khía cạnh, mọi lĩnh vực của 3D luôn. Còn hồi xưa lúc mình học thì lúc đó còn chưa có Facebook nữa thì phải, thì YouTube cũng không có thông dụng lắm. Thì lúc đó học thì mình phải lên mình tìm, mình download mấy cái file PDF, còn giống nó là sách á, thì người ta chỉ ebook. Và ngoài ra mình download torrent, một số rất là ít tutorial về 3D mình download thêm mình học. Thì tại vì cái khối lượng thông tin nó khá là ít cho nên nó không có bị nhiễu như bây giờ. Bây giờ thì nó quá nhiều thứ đi và các bạn lên mới học sẽ bị ngợp. Còn ngày xưa thì cứ tìm được cái nào là học cái đó thôi, tại vì rất là khó tìm. Học với lại những cái bài đó là nó sẽ làm bài quy trình, nó làm từ đầu tới cuối, nên cuối cùng cứ mình coi bài đầu bắt đầu mình làm theo tới bài thứ hai, thứ ba, mình làm theo từng bước không bị rối. Đúng rồi, không bị rối, tại vì có muốn tìm thêm được tài liệu thì nó cũng rất là mất thời gian. Tìm mò mẫm không có, khó lắm. Vậy là khi mà anh xin việc á, thì lúc mới bắt đầu công việc ở Digital á, thì anh có thể kể thêm về cái thời gian mà lúc mình mới bắt đầu làm nó có gì khó khăn hay là sao? Người ta có training cho anh vô lúc ban đầu? Mình thật ra lúc mà mình học ở nhà trong vòng một năm đó thì là coi như là mình đã nắm được hết những cái kỹ thuật cơ bản rồi, từ model này, UV rồi texture rồi render sơ sơ nữa, thì hầu như là cũng đủ để bắt đầu làm công việc rồi. Thì mình vào đó, thì khi mình vào công ty đầu tiên của mình là Digital Work, thì người ta training cho mình trong khoảng 2 tuần. Thì lúc đó mình phải chuyển từ 3D Max sang Maya, và cái đó là một cái khó khăn. Nhưng mà thật ra cũng không có lâu lắm, mình chuyển qua Maya thì chỉ mất làm quen mất 1-2 tuần thôi. Rồi sau đó là mình bắt đầu phải học những cái gọi là cái quy chuẩn, cái tiêu chuẩn làm sao để một cái file nó gọi là nó đủ đáp ứng cái yêu cầu của khách hàng. Thì lúc mà mình tự học á, thì mình làm bao nhiêu poly cũng được hết, UV thì mình quăng, mình muốn làm bao nhiêu tấm cũng được hết, là UV của mình nó chống lơ chống lóc cũng được. Nhưng mà sau khi mình vào công ty thì cái khó khăn đầu tiên đó là nó phải theo tiêu chuẩn. Thì thí dụ ở nhà mình làm một cái file rồi là thấp nhất đi, mình tự học thì nó khoảng 5 đến 6 ngàn poly, nhưng mà đến lúc mình vào Digital Work thì một cái file nhiều khi nó có vài trăm poly rồi. Và đó mình học được rồi, không ngờ người ta có mấy trăm poly mà người ta dùng nó vô cùng hiệu quả. Thì mình lúc đó mình thấy cái đó, mình thấy rất là cao siêu vô cùng. Lúc mới đầu em học cũng vậy, em học cứ thích vẽ gì vẽ, đến khi lúc vô làm công ty mới thấy là những thứ mình làm nó bị phí phạm, mà nó lại không hợp ý khách hàng nữa. Đó là khi mình vẽ mình cần phải ứng dụng là vô game hay gì thì nó nặng hơn, đủ kiểu hết. À mà cái file mà đầu tiên khi anh học cũng tự làm được đến đi xin việc đó, đó là file này. Hưng mở sẽ kéo xuống ở dưới trong gạt tài xịt của anh. Cái còn thỏ này. À cái này có mơ rồi. Thì đây là cái file mà anh Nguyên anh làm cho mọi người. Mọi người có thể nhìn rõ hơn thì là file này. Không xoay qua xíu nữa hơn. Anh có chia sẻ gì về cái file này? Là cái file mình dùng để đi xin việc đó các bạn. Thì thành quả một năm mình tự học. Thì mình nghĩ là mấy bạn mình cũng hay đi dạy học mà mình training cho các bạn trẻ, thì người ta hay hỏi mình câu là làm sao để apply vào mấy công ty 3D ha anh, làm sao mình có thể pass được cái vòng mình apply vào mình đậu mình vào mình training mình làm việc. Thì đây các bạn làm được như thế này thì là các bạn nộp vào đâu cũng được hết, nộp vào đâu người ta cũng tuyển hết. Thì mọi người nhìn cái này nha, cái file này là cái file được làm cách đây 10 năm rồi đó, nên nó đối với hồi đó cái file này nó rất là chất lượng. Thì anh Nghiên là thời đó cũng rất là nổi tiếng luôn. Đó là cái file này. Thì khi mọi người cứ làm được những cái file chất lượng hoặc là có cái gì đó tốt á, thì những công ty nó sẽ nhận, chứ không phải là cứ mình làm đại ra, mình học xong cái khó ở trên trường, nộp xong cái bài tốt nghiệp trên trường đi thì mình sẽ được nhận là nó, cái đó là không đúng. Rồi quay lại với câu hỏi của mình. Thì sau thời gian anh làm ở Digital thì anh làm có kinh nghiệm rồi anh mới đổi qua công ty khác, hay là anh như thế nào? Anh học ở đó được mấy năm vậy? Mình làm ở đó khoảng được 2-3 năm. Thì sau đó mình cảm thấy là nó có nghĩa là những cái công ty gia công thì cái khối lượng công việc của nó chỉ tới đó thôi, chủ yếu là chỉ về phần model và texture thôi. Và ngoài ra nữa là cái thị trường của bên Digital Work thì nó chủ yếu nó phục vụ cho thị trường Nhật. Thì cái thể loại mà bên Nhật họ ưa chuộng đó là kiểu chibi, rồi manga và stylized, kiểu hand painting. Thì mình làm một thời gian thì mình cảm thấy mình muốn mở rộng cái kiến thức của mình hơn, mình muốn biết những cái mảng khác nhiều hơn. Thế là có bạn bè giới thiệu cho mình qua bên Sparx. Thì Sparx lúc đó khá là nổi tiếng, thì nó làm bên Sparx thì có nhiều khâu hơn, làm tất cả mọi thứ, làm nguyên một phim một hình. Thì mình nghĩ là ở trên đó chắc là sẽ học được nhiều hơn. Thế là mình apply qua thôi. Vậy là sau khi mình qua bên Sparx á, anh làm anh thấy các dự án bên Sparx nó như thế nào? Ở bên Sparx nó khác cái môi trường bên Digital Work, có nghĩa là bên đó họ làm được nguyên một cái phim hoạt hình từ đầu đến cuối luôn, cho nên là cái quy trình của họ nó rộng hơn, nó đi từng bước đến từ cái khâu đầu tiên model cho đến là render và compose luôn. Thì cái quy trình của họ về quy trình quản lý sản xuất và cả quy trình quản lý 3D luôn thì nó khác. Và ngoài ra nữa là cái phần mà bên Digital Work rất là yếu, đó là cái phần về gọi là technical. Ở bên Sparx thì nó sẽ có cả phòng R&D và IT rồi. Mấy nó hỗ trợ cho mình tốt hơn trong công việc hơn. Đúng rồi. Nó là một cái quy trình nó chuẩn hơn. Và mình cũng học được nhiều thứ bên đó. Nhưng mà Cuối cùng thì mình vẫn lại bị lọt vào team làm game, thì cuối cùng mình vẫn chỉ mono và texture thôi. Những cái kia thì mình lâu lâu mình lén lén mình đi ngang mình ngó ngó mình học lóm được gì thì mình học. Nói chung là cũng học được nhiều hơn. Thì hỏi những bạn bè xung quanh hay những người thì thực ra trong đó mọi người cũng được chia sẻ qua lại á, nên cũng không đến nỗi nào. Thì chia sẻ mọi người luôn là anh Nghiên cũng là lead của mình hồi mình học ở, mình bắt đầu làm ở bên Sparx luôn. Thì mình với anh Nghiên có cùng team. Thì nếu mà nói về cái quá trình làm á, thì anh có chia sẻ gì để cho một người khi mà học rồi để lên thăng tiến, để được lên làm lead như anh rồi không? Làm sao để người ta phát triển bản thân lên đó? Thật ra hồi xưa thì khi mà mình làm ở bên Sparx thì lúc đó mình nghĩ là mình lúc nào mình cũng muốn mình phải thể hiện ra cho mọi người là tôi giỏi hơn, tôi vượt trội hơn hay này kia. Thì ngoài là cái việc mình cống hiến cho công việc, mình làm hết sức, mình cố gắng, mình trau dồi, thì lúc đó mình nghĩ là chắc là lên cái chức vị cao hơn thì người ta nhìn vào mình, người ta sẽ nghĩ là mình giỏi hơn. Thế nên là mình suy nghĩ đơn giản như vậy thôi, mà mình nghĩ là mình sẽ cố gắng để mình lên mình làm team lead. Lúc đầu nó là như vậy. Thì làm sao để mình lên làm team lead thì dĩ nhiên là mình phải cố gắng hơn nhiều rồi. Mình làm file thì là tốt, mình học, mình trau dồi thêm, mình làm thêm ở nhà, buổi tối mình học thêm ở nhà. Và ngoài ra là mình cũng phải có cái mối quan hệ với producer hay là AD nó tốt hơn một xíu, thì hỗ trợ mọi người trong team rồi nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn. Nhưng mà sau khi mình lên làm team lead thì mình lại nhận ra là có một cái vấn đề, đó là nghĩa là mình lạc tiếp. Thì cái công việc chính mà mình muốn làm đó là mình ngồi mình vẽ, nhưng mà khi mà mình lên team lead thì các bạn sẽ phải tìm hiểu, nghiên cứu về cái gọi là quản lý công việc, quản lý con người. Thì cái đó nó lại là một cái nó không phải thế mạnh của mình. Đúng rồi, mà nó cũng không phải sở thích của mình luôn. Cho nên là nếu mà các bạn sau này các bạn đi làm công ty thì các bạn nên lúc nào mình cũng phải có một cái định hướng của mình ngay từ đầu, đó là mình muốn làm cái gì. Không phải là cứ lên làm team lead là tốt nhất đâu, mà có thể là mình có thể cái hướng phát triển của mình là mình phát triển, mình trở thành một cái chuyên viên, mình chuyên một cái mảng nào đó mà mình làm tốt nhất cái mảng đó trong công ty, hoặc là không, đúng rồi, không có thiếu mình thì không làm được cái việc đó chẳng hạn. Thì cách đó cũng là một cách để mình thăng tiến và cái mức lương của mình nó sẽ tốt hơn, chứ không phải là cứ lên team lead là tốt, mức lương cao hơn. Tại vì thí dụ như các bạn vào một công ty mà thí dụ chẳng hạn nó có 200 người, và thông thường thì cứ khoảng 10 người thì sẽ cần một team lead, giờ có 200 người mà team lead đã có mười mấy người rồi thì làm gì còn chỗ mà lên team lead nữa. Nên mình phấn đấu cái đó là nó không hợp lý. Mà nhiều khi mình lên team lead xong mình thấy cũng không hợp nữa. Nhưng mà định mệnh đưa đẩy anh nên khi anh đi đâu cũng là lead hết. Thì tại vì mình đã lên team lead rồi thì mình cấp bậc chịu thôi. Nhưng mà lúc đó thì mình sẽ lại có một cái hướng phát triển khác. Nó cũng không phải là nó dở hay là nó tốt gì hết, thì nó không phù hợp với mình lúc đó. Nhưng thì mình có hai lựa chọn, một là mình từ bỏ, mình không làm team lead nữa, mình cố gắng mình trở thành một chuyên viên. Hai là mình sẽ phải học về cách quản lý này kia để mình làm tốt cái công việc team lead của mình. Thì mình chọn cái cách là mình thích nghi, thích nghi với công việc mình đang làm. Đúng rồi. Rồi mình sẽ đến câu hỏi tiếp theo. Mọi người có câu hỏi gì thì tí nữa tới cái phần giao lưu á, mọi người đặt câu hỏi luôn nha. Còn bây giờ mình sẽ hỏi những cái câu hỏi chính để cho anh Nghiên chia sẻ về cái quá trình học tập của anh hơn. Thì sau thời gian ở Sparx thì anh cũng có nghỉ, hình như anh nghỉ sau em 1 tháng đúng không? Hình như vậy. Nghỉ sau em 1 tháng. Thì sau đó em không biết, nhưng mà chừng cuối cùng anh nghỉ thì có nghe nói là anh qua bên Vintata. Vintata là cái đó công ty cũng mới, chắc nhiều bạn ở đây có thể là những người mới á, chưa biết công ty đó, thì anh có thể chia sẻ công việc đó. Vintata là một cái production house, có nghĩa là người ta làm một cái phim từ đầu đến cuối, và cái phim đó là cái sản phẩm của nội bộ công ty luôn, họ không phải là gia công. Thì cái lúc mà mình nghỉ Sparx thì thật ra định hướng lúc đó của mình là mình muốn làm freelancer từ lúc đó rồi. Nhưng mà do cơ duyên may rủi như thế nào thì lại có người thì giới thiệu mình vào làm team lead. Thì mình thấy cái cơ hội đó là rất là tốt và mình vào đó. thì vào đó nó là một cái bước ngoặt rất là lớn, nó làm thay đổi cái tầm nhìn của mình khá là nhiều. Tại vì sao? Vì mình chuyển từ một cái công ty gia công. Đấy, không, công ty Sparx nó cũng có sản xuất luôn phim hoạt hình luôn, nhưng mà mình lại không may mắn mình không có rơi vào được cái team đó, mình vẫn là team gia công chuyên về character thôi. Thì sau khi mình chuyển qua Vintata là một cái công ty nó làm từ A đến Z luôn, thì mình vẫn làm team lead cho modeling thôi, nhưng mà cái công việc của mình lúc đó nó liên quan đến tất cả các khâu khác. Nó liên quan đến rig, nó liên quan đến concept, nó liên quan đến look, depth, render, lighting, tất tần tật, layout, tất cả mọi thứ luôn. Thì lúc đó mình mới nhận ra là cái kiến thức của mình nó hỏng vô cùng luôn. Tại vì mình đó giờ mình chỉ làm model với texture thôi, cái kiến thức của mình nó chỉ khoảng 10% trong cái quy trình thôi. Thì thời gian đầu mình làm việc đó mình bị chửi rất là nhiều luôn. Anh giống em đó, thì khi mà em cũng có tìm hiểu về một cái quy trình sản xuất đó, thì cái khâu mình làm model để lên texture nó chỉ là một khâu rất là bé trong một cái quy trình sản xuất lớn. Thì để mà mình biết nhiều, để mình học hỏi được nhiều á, thì mình phải biết luôn rig, animation rồi mấy cái khâu nữa. Cuối cùng nếu mà mình làm ở một cái công ty outsource không á, thì mình lại không biết những cái khâu kia. Thì có nhiều cách đó các bạn học, có thể là mọi người về nhà học thêm, hoặc là mình có thể chọn một cái công ty nào đó phù hợp với công việc của mình hiện tại lúc đó để mình làm. Thì anh Nguyên chọn một công ty khác để học, và lúc đó thì cứ thiếu cái gì thì mình cứ học ở đó, thì nó giúp cho mình phát triển tốt hơn. Mình phải ép mình vào những cái nó phải hơi có áp lực một xíu thì mình sẽ học được nhiều thứ hơn. Và thật ra cái tính chất của gia công có nghĩa là các bạn hay coi livestream của mấy cái 3D artist lớn trên YouTube á, thì các bạn sẽ thấy là những cái công việc mà nó lặp đi lặp lại và nó rất là chán, nó rất là mất thời gian, hoặc là nó tương đối dễ ở đây có nghĩa là nó tương đối dễ về cái tính cái technical và cái tính hệ thống của nó, có nghĩa là xong cái file đó thôi, nó không có ảnh hưởng đến nguyên cái quy trình của cái game hay cái phim đó, thì người ta sẽ đưa nó ra ngoài cho những công ty outsource. Cho nên là mình nếu mình chỉ làm outsource thôi, mình chỉ thấy được cái bao nhiêu đó thôi. Đơn giản lắm, mình làm xong cái file model rồi, UV rồi, texture rồi là coi như xong, không ảnh hưởng. Nhưng mà thật ra cái file đó khi mà gửi vào cho khách hàng á, nó còn 80 bước ở phía sau nữa, người ta sửa cái file đó của mình nát bấy luôn. Từ việc đặt tên, tuổi, rồi reset trên form, rồi UV, texture, look depth lại, tất cả làm lại shader, rồi bỏ vào engine game này kia, tất cả những khâu đó mình không hề biết. Mà mình cứ tưởng là vậy là ngon rồi đó. Rồi khi ra sản phẩm này nó cái đó mình xong mình sau đó cái game nó được public chẳng hạn, mình mở cái YouTube lên mình coi cái game đó, mình nói đó nhân vật đó là tao làm á. Nhưng mà thật ra nó chỉ là cái model texture của mình, chưa chắc là qua bên kia người ta dùng lại y chang 100% luôn, người ta sửa nát nước trong nó luôn. Sửa rồi xong đánh ánh sáng rồi nên mọi thứ nó sẽ khác lại. Có thể là mọi người có thể làm đẹp hơn, vô game nó xấu hơn, hoặc có thể là cái con nhân vật của mọi người làm nó đưa vô game, nhờ vô cái game đó cái môi trường rồi nó tốt nên nhìn vô cái con nhân vật nó thơ đẹp hơn. Thì cái đó là tùy thuộc vào khách hàng nữa, chứ không phải là mình làm kia. Còn nếu mình ra mình tự làm hết tất cả thì nó mọi người thôi học được nhiều khâu. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là vào những công ty gia công đó là không được gì, không được lợi ích gì hết. Thì kinh nghiệm rất là lớn. Thật ra thì mình cũng nên ở đó một vài năm để mình học được cái tính kỷ luật và cái quy chuẩn. Mình làm việc trong một cái hệ thống như thế nào để cho nó được mọi người, những người nó gọi là nó trôi chảy với teamwork của mình. Thì mình nên ở đó một mình nghĩ là ít nhất là khoảng 2-3 năm. Như bài học của em học tốt nhất là cũng là vẫn Sparx. Thì khi em ở Sparx xong em ra hết mấy công ty khác, hầu như ai cũng vui vẻ khi làm việc với mình hết, vì mọi thứ nó đã theo cái quy chuẩn nó đúng hết rồi, thì không cần phải tiếp thu nhiều. Đúng, bên trong này có bạn Hồng Vinh, cô anh đẹp trai. Đẹp trai hơn avatar. Thì xong khoảng thời gian đó, Đức Anh kìa. Cái này một người muốn thả bao nhiêu cái tim cũng được hả? Anh Đức Anh vô ẩm con vô thả tim. Thì cái sau thời gian làm nhiều công ty á, tại sao anh lại chọn freelance? Vậy anh làm freelance á, thì lúc mới ra làm nó rất là khó để tìm một công việc freelance hoặc là cái job đầu tiên, thì cái cách mà để anh tìm được mấy công việc đó nó sẽ như thế nào? Thật ra thì mình ra làm freelance thì nó một phần cũng dựa vào may mắn, cho nên là mình có việc đều từ lúc mình nghỉ đến bây giờ luôn. Thì cái may mắn đó nó đến từ, thứ nhất là vì mình có thói quen là mình hay làm sản phẩm riêng và mình up lên Facebook, cho nên là cũng có khá nhiều người thấy cái đó và họ đặt mình làm freelance. Hoặc là ngoài ra là do những cái mối quan hệ mà trong lúc mình đi làm suốt bao nhiêu năm đó thì mọi người biết là anh này làm team lead này kia, thì khi mình ra làm freelance thì nó dễ dàng hơn, nó dễ hơn. Người ta tự động người ta tới và người ta tìm, người ta giới thiệu việc cho mình. Thì cái đầu việc của mình phần lớn là mình làm với khách Việt Nam. Nó hơi khác cái làm thông thường mọi người nghĩ là phải làm cho nước ngoài thì tiền nó mới nhiều. Nhưng mà mình thì mình làm cho khách Việt Nam thôi, có nghĩa là mình sẽ thông qua một công ty trung gian, người ta nhận job và nhận từ khách nước ngoài. Thì chung là mình làm và gọi là lấy công làm lợi đó. Do mình làm lâu quá rồi cho nên mình tốc độ mình làm nhanh hơn. Thì thí dụ trong công ty thì mình cái mức lương là cố định rồi, mình làm bao nhiêu file, càng nhiều file thì cái mức lương nó vẫn vậy thôi. Còn mình càng nhanh càng nhiều tiền, mình làm càng nhanh càng nhiều thì mình nhiều tiền hơn, ví dụ vậy. Còn nếu mình không có job thì mình có thể làm những cái việc khác, như là mình tìm cách mình học về cách PR mình trên tất cả những cái mạng xã hội. Mình cũng có tìm một số những cái nguồn để mình tìm những cái job của nước ngoài, mình cũng có đã tìm được một vài job và mình cũng có làm một vài job rồi, nhưng mà nó bị lừa. Có lừa, cũng có lừa nhiều. Mọi người đừng có nghĩ là làm ở nước ngoài là không bị lừa nha. Thực ra nước ngoài nó vẫn quỵt tiền đó. Anh Nghiên là một điển hình. Không sao, họ quỵt tiền mình thì mình lại có portfolio thôi. Nên thực ra anh Nghiên làm freelance là vẫn là trợ đó mọi người. Thì là anh có kinh nghiệm làm rất nhiều công ty rồi, anh ra freelance nên mọi thứ nó dễ dàng hơn và anh còn có danh tiếng rồi. Còn nếu mấy bạn mà mới học á, mà muốn làm freelance thì mọi thứ nó khó hơn. Nhưng mà bù lại khó không có nghĩa là mình không làm được. Thì mọi người có thể là dựa vào mối quen biết, hay là mọi người biết ai làm freelance á thì mình nói mình chia việc lại, hay là sau đó mình có thể đặt mình lại, mình hỏi là mình thấy họ hay up lên Facebook hay đâu đó, họ hay làm freelance thì mình có thể hỏi họ. Đúng rồi, những người mà hay cần việc làm á thì mọi người cứ vào giao lưu. Khi quen biết đến cái lúc mà người ta cần người đã làm á thì người ta sẽ nhớ đến mình. Hoặc là có một cách khác là mọi người có thể là vẽ những tác phẩm thường xuyên. Cái lúc nào bạn up lên thì ai chả biết bạn làm 3D. Chứ còn là bạn làm trong ngành mà không bao giờ bạn up một tác phẩm nào hết thì làm sao mà mọi người biết tới được. Thì cái đó là cái cách mà để anh kiếm việc freelance. Thì nó vẫn phải dựa trên cái nền tảng đó là cái skill, cái kỹ năng của mọi người đã phải tốt rồi. Thì mình mới có thể nhận tự lập được. Bởi vì thí dụ mình làm ở trong studio thì mình sẽ có team lead nè, sau rồi mình lại có art director nè. Thì cái file của mình nó được người ta check và người ta sửa tới sửa lui không biết bao nhiêu lần luôn, rồi nó mới được ok để mình gửi đi. Còn khi mà các bạn làm freelance thì không ai check file của mấy bạn hết, mình sẽ là người câu quyết định cuối cùng đến với khách hàng luôn. Thì cho nên là những cái bạn mà đã từng có kinh nghiệm làm team lead rồi, tự quản lý được cái file của mình rồi thì các bạn làm freelance cũng ngon lành. Mọi người có câu hỏi gì thì tí nữa mình xem lại rồi mình sẽ trả lời luôn nha. Để mình hỏi anh Nghiên hết. Tí nữa cuối chương trình nữa mình sẽ có cái phần giao lưu. Thì không thời gian tới bây giờ anh đang làm freelance thì anh có định hướng gì tiếp theo nữa cho tương lai nữa hay không? Như là mình định hướng thì bây giờ mình câu này hỏi hơi khó. Thì mình có nhiều ý tưởng lắm, nhưng mà cái trước mắt gần nhất là mình muốn có một cái team để mình có thể nhận freelance. Tại vì các bạn hiểu là khi mà người ta đưa job ra cho các bạn thì thí dụ như là freelance thì nó sẽ có 3 loại job. Thì đầu tiên là cái mà cao cấp nhất là hàng công ty. Hàng công ty thì nếu mà làm cho nước ngoài công ty thì thường cái mức lương, cái mức tiền người ta sẽ tính vào khoảng 20 đô một giờ hoặc là hơn. Thì cái hàng đó hơi cao cấp, mình chưa nhận được, hoặc là mình nhận được nhưng mà mình nhận qua một cái trung gian thì cái tiền của mình ít hơn. Thì cái hàng công ty đó nó sẽ đi theo gói, là khoảng thí dụ mà người ta đưa cho mình một gói thì nó khoảng 10 con, mười mấy con đó. Một mình bạn không thể nào làm hết được. Mà nếu mà mình không có team sẵn á, thì mình cái job nó đưa đến thì mình đâu có dám nhận đâu. Cho nên mà khi mà mình nhận về là mình bắt đầu mình đi mình tìm người này tìm người kia mình làm, thì cái chất lượng và cái tiến độ nó sẽ không được đảm bảo, nó không có xuyên suốt, lúc thì cứ file chất lượng, lúc thì file không được tốt. Thì và quan trọng nhất là cái tiến độ. Tại vì khi mà mọi người làm việc online với nhau, nó chẳng hạn như các bạn nó đi làm ở công ty ban ngày, đến tối về mới gửi file cho mình, cái mình thấy chưa được cái gì đó mình feedback lại đó. Nhiều khi chỉ là đơn giản là gửi file mà đặt tên sai một xíu, hoặc cái folder nó sai một xíu thôi, cái mình gửi lại cho mấy bạn thì phải đến ngày hôm sau mình mới nhận được file, vậy là mình trễ mất một ngày. Thì mình hiện tại là cái ý định của mình là mình muốn kiếm một cái team chất lượng hơn, những cái bạn mà chuyên làm freelance luôn để mình nhận job. Thì đó là cái gói cao nhất. Thì cái gói đó nó có thể 20 đô một giờ, thậm chí là có thể nó lên tới 30, 40 đô một giờ. Còn tiếp theo là nó có một cái hàng nữa là của mấy cái công ty nhỏ hơn, nó giống như công ty làm mấy cái game indie á, thì cái giá của nó sẽ dao động khoảng 12 đô đến 17 đô một giờ. Thì nó cũng vậy thôi, nó cũng cần cái số lượng, hoặc là nó sẽ liên hệ với mình thôi. Mình chỉ nhận được cái việc nó đủ để cho một mình làm thôi. Thì hiện tại thì những cái đó thì mình cũng có tìm được, hoặc là mình up lên portfolio, có portfolio của mình trên ArtStation, người ta thấy người ta cũng tự liên hệ với mình. Có những cái studio của Singapore hay là Indo, Myanmar, Ấn Độ gì đó, thì họ lên ArtStation và cái họ search, họ sẽ vào cái ô search và họ search theo quốc gia, họ search những cái quốc gia châu Á, Việt Nam này kia, tại vì họ biết là ở đó là gia công giá rẻ. Thì mình chắc chắn mình sẽ lọt vào tầm ngắm ngay đầu tiên, vì cái portfolio của mình cũng tương đối là dày. Thì đó là cách người ta tìm đến mình, thì cho nên là các bạn phải có portfolio. Còn ngoài ra nữa là cái mức thấp nhất đó là làm cho mấy bạn indie mà gọi là cá nhân luôn á, mấy bạn mà tự bỏ tiền đó làm game theo sở thích đó, thì cái giá của nó thấp lắm, nó khoảng 4 đến 7 đô. Nhưng mà làm cho mấy bạn đó thì tương đối dễ, tại mấy bạn nó không biết, mấy bạn nó không biết gì nhiều hết á, mấy bạn cũng không có rành về quy trình luôn, cho nên là làm cho mấy bạn đó thì đứa nào nói nhiều thì đứa đó ăn. Thì cái đó nó sẽ phụ thuộc vào cái phần mình tự điêu giá, chứ người ta cũng không có biết nhiều. Thì nếu mà bạn nào có nhu cầu mà làm freelance, cần làm freelance á, mà không có việc, hay là mình đang làm công ty mà mình muốn chuyển sang freelance luôn á, thì mọi người sau buổi này mọi người thớ liên hệ với anh Nguyên. Rồi nếu mà anh có tìm được một team hay công việc nhiều á, thì anh có thể giới thiệu cho mọi người làm luôn, thì nó rất là tiện. Chứ còn lại nếu mọi người tự đi tìm thì mọi người phải tự build lại cái portfolio cho tốt, hay là tìm khách hàng, hay là những cái mối quen thì mọi người sẽ không có. Nên cái đó mọi người, nếu bạn nào cần làm thì lưu ý nha. Nhưng mà mình check file khó lắm, mình nổi tiếng check file khó lắm. Cái đó là đương nhiên. Với lại mình thông qua mình thì dĩ nhiên là mình phải ăn tiền quản lý thôi. Đúng rồi. Nói chung là mọi người cứ làm sao mình cảm thấy phù hợp là được. Nhưng ví dụ mà không phải là mình nhiều job lắm đâu, là không phải là ai liên hệ mình cũng có job để mà làm đâu. Thì nó liên hệ đó đến khi mà đến lúc anh có một cái gì đó nhiều á, thì anh có thể liên hệ mấy bạn cho nó dễ hơn. Chứ mấy bạn mà mới tự nhiên làm 1-2 năm rồi xong nói muốn làm freelance, thật ra cái freelance nó rất là khó, là bởi vì khi người ta cần freelance á là cái deadline của nó đã rất thấp rồi, hầu như là mình phải cần gửi liền cho khách hàng luôn á. Thì mà mọi người làm không chuyên nghiệp, mọi người cần phải sửa file nhiều, thì cuối cùng nó lại ảnh hưởng tới uy tín, mà uy tín là cái người mà liên hệ trực tiếp với khách hàng, y như là ảnh hưởng uy tín của công ty vậy đó. Nên mọi người, một người trong team đó nó sẽ ảnh hưởng riêng team, khó xin việc hơn. Vậy kinh nghiệm sau 10 năm làm việc của anh và cái ngành 3D thời điểm hiện tại, anh có chia sẻ gì cho mấy cái bạn mới không? Các bạn mới chuẩn bị học tới cái ngành 3D này nè. Thì như mình nói lúc đầu, thì bây giờ cái nguồn thông tin, cái nguồn tài liệu của nó rất là nhiều trên mạng ha. Các bạn, thật ra các bạn tìm rất là dễ. Có những kênh như kênh của Hưng chẳng hạn, các bạn có thể theo học. Nhưng mà nếu mà mình đã thực sự mình muốn đầu tư vào cái ngành này thì mình đầu tiên là mình phải đầu tư học Anh văn, tại vì cái nguồn tài liệu mà tiếng Anh nó phong phú hơn rất là nhiều, nó nhiều cực kỳ luôn, và nó chất lượng hơn, đó là chắc chắn rồi. Thì đầu tiên là mình phải có Anh văn ha. Rồi thứ hai là mình đừng có sợ cái chuyện học phần mềm mới, tại vì cái ngành của mình là cái ngành kết hợp giữa mỹ thuật và kỹ thuật, nhưng mà cái phần kỹ thuật của nó khá là nhiều. Như lúc đầu em không có biết gì về mỹ thuật hết, em học xây dựng mà cuối cùng em vẫn làm được theo kiểu là nó cần độ kỹ thuật nhiều hơn. Đúng rồi. Thì mình phải học phần mềm mới thường xuyên à, như mình chẳng hạn mình bây giờ mình vẫn phải học phần mềm mới, rất là nhiều phần mềm mới để học ngoài không hết. Thì mọi người phải tập cho mình cái thói quen, đầu tiên là mình làm quen, mình thấy cái chuyện học phần mềm mới là chuyện hết sức bình thường, mình chuyển giữa phần mềm này qua phần mềm kia là chuyện hết sức bình thường luôn. Cập nhật ra liên tục thì mọi người phải cập nhật theo cái mới, chứ cứ nếu mọi người cứ khư giữ mấy cái cũ á thì mình vẫn làm việc được, nhưng mà mình sẽ bị đi chậm hơn những cái người sau. Những người mà mới học của người ta chưa biết cái phần mềm nào tốt, phần mềm nào xấu á, thì có khi là những bạn trẻ cuối cùng lại làm tốt hơn mình. Đúng, cái đó là một cái ý hay đó, đó là mình phải luôn cập nhật, tại vì mình đã bị vô cái trường hợp đó rồi. Có nghĩa là khi mà mình làm ở trong những cái công ty gia công một thời gian khá lâu, khoảng là 4-5 năm á, thì do là công việc làm mình, thí dụ 8 giờ sáng mình dậy, xong 10 giờ mình tới công ty, mình làm đến 8-9 giờ tối rồi mình về là mình mệt mình nghỉ. Thì trong một cái thời gian khá là dài thì mình không có cập nhật được những cái công nghệ mới, và thật ra mình cũng ít xài Facebook, lúc đó mình cũng ít xài Facebook. Thì sau khoảng 4-5 năm lúc đó mình làm ở công ty thì mình làm tốt, lương thì vẫn tăng đều đều, thì mình cứ nghĩ là mình lại là ngon rồi. Nhưng mà đùng một cái lâu lâu tự nhiên sẽ xuất hiện một bạn siêu nhân vừa mới học mấy tháng, hoặc là vừa mới học 1-2 năm mà bạn làm được những cái file mà mình nhìn vô mình hết hồn luôn. Thì lúc đó mình mới nhận ra là hình như mình bị lạc hậu đâu đó rồi. Cho nên là từ cái lúc đó là mình bắt đầu mình có cái mình nhen nhóm cái ý tưởng là mình bắt đầu làm freelance đó. Thì tại vì sao? Tại vì cái cách tiếp cận của mình là từ 10 năm trước rồi, thì lúc đó là máy móc nó còn yếu, cho nên cái chuyện mà mình sử dụng nhiều phần mềm một lúc nó bất khả thi lắm. Và ngoài ra là render hay này kia, ngày xưa cái máy nó chạy lâu thì là lâu, cho nên là từ cái lúc đó là mình đã có cái định kiến đó là render là một cái thứ rất là mất công sức khó học và rất là lâu, xa xỉ. Hay là như là mình chảy lông đi, làm rong, làm rooming phơ đồ he này kia, định kiến của mình là cái đó là cái thứ khó lắm, làm rất là lâu. Cho đến 4-5 năm sau mình vẫn nghĩ là nó rất là khó, nó rất là lâu như vậy. Nhưng mà thật ra là trong cái thời gian đó là công nghệ nó cải tiến rồi, và mọi thứ nó dễ hơn rất là nhiều. Cũng giống như là ngày xưa xài Photoshop, xong rồi tự nhiên bây giờ Photoshop ai cũng biết hết. Không ai biết, bây giờ mấy bạn mới không ai biết đâu, toàn là Substance Painter thôi. Thì cái việc Substance Painter nó làm cho mình làm texture nó nhanh hơn gấp mấy lần luôn. Em thấy là gấp gần cả chục lần. Đúng rồi, nếu mình làm càng giỏi thì nó lại càng nhanh. Nhưng mà nó hỗ trợ đến mức mà ví dụ như mình không biết á, mình vẫn làm đẹp được. Đúng rồi. Còn hồi xưa mà mọi người, nếu mà ai đã làm lâu á, làm texture từ Photoshop á, trời ơi, mình phải đau từng tấm map trên mạng về, rồi xong mình overlay, multi-line các kiểu lên nó mới đẹp. Thì những cái kia nó có auto, có sẵn hết. Đó là công nghệ mới. Cho nên là một cái khuyến khích các bạn nữa là luôn luôn cập nhật cái mới, và mình phải luôn có cái định hướng. Mình phải có định hướng ngay từ đầu khi mình bắt đầu mình vào cái nghề này. Có thể là ngày xưa mình mất 1 năm để mình tự học tool ở nhà, học cách để làm nhân vật này kia, thì bây giờ các bạn có nhiều tài liệu rồi, các bạn sẽ không tốn đến 1 năm đâu. Các bạn có thể tốn mấy tháng thôi là có thể học được các công cụ đầy đủ rồi. Thì thay vì bây giờ mình vội vàng mình đi làm, thì mình có thể dùng cái thời gian, thí dụ mình tốn 1 năm thì các bạn tốn 6 tháng, các bạn vẫn còn tới 6 tháng lận. Các bạn có thể dùng cái thời gian 1-2 tháng đó, mình có thể tìm hiểu thêm, mình tìm hiểu rộng ra, mình tìm hiểu về nguyên cái quy trình người ta làm game, làm phim như thế nào. Chứ mình đừng có vội vàng mình nhảy vào liền. Tại vì giống như mình ngày xưa lúc mình nhảy vào thì mình chỉ thấy đầu tiên là người ta dạy mua đồ, thì mình học mua đồ thôi, kết quả là mình chết luôn với cái mua đồ đó tới bây giờ luôn. Nhưng mà thật ra cái ngành 3D của mình nó còn nhiều khâu lắm, nó rất là hay luôn. Thì mọi người nên hiểu về cái tổng thể trước, hiểu bằng cách nào thì mình tự tìm hiểu cũng được, hoặc là mình lên mình tìm những cái bạn ở trên mạng có kinh nghiệm mình chia sẻ lại rộng thì hơn. Sau khi mình đã biết được toàn bộ cái quy trình đó rồi thì mình mới chọn là tôi sẽ nhét vào đâu. Có nghĩa là không phải là mình biết, có nghĩa là mình học hết tất cả mọi thứ luôn nha, mình không thể học được đâu, nhưng mà mình hiểu được, khái quát cái công việc đó là cái gì, thì sau đó mình mới quyết định là tôi chọn tôi làm cái khâu nào ở trong đó. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mình học, mình làm thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Rồi thứ hai nữa là nó là khi mà mình có cái định hướng đó rồi á thì mình phải luôn ghi nhớ cái định hướng đó. Tại vì khi mà mình mới đi làm á, mình bị cuốn theo công việc, đúng rồi, mình bị cuốn theo công việc và mình bị cuốn theo cái gọi là cái cảm giác, cái ảo tưởng về cái sự an toàn á. Rồi mình đang có công việc nhìn lại thì công ty lớn, khối người ha. Rồi cái lương của cái ngành mình khi mới vào nó cũng tương đối là nó cao hơn một số cái ngành khác. Rồi sau đó vào đó thì bạn bè đàn đúng đi nhậu nhẹt rồi này kia các thứ, rồi vui lắm, rồi chơi game online với nhau rồi, vui lắm, cái mình quên mất cái định hướng của mình luôn. Làm 2-3 năm cuối cùng nhìn lại chưa có gì hết. Đúng rồi, mình làm 2-3 năm mình thậm chí mình nhìn lại mình còn không giỏi bằng một cái bạn mà chỉ làm ở nhà thôi. Thật sự đó là cái mình đã trải qua rồi, mình thấy như vậy cho nên mình mới nghĩ là bây giờ mình làm freelance thì chắc là mình sẽ có nhiều thời gian hơn và mình chủ động với công việc của mình hơn, mình tìm hiểu hơn, mình học cái gì học, đúng rồi, mình học cái gì làm, mình muốn làm cái gì làm. Mình có ý định mình sẽ làm freelance thử xem sao. Vì freelance thì mọi người nhiều lúc thì mình cũng vẫn làm việc nhiều nhưng mà mình sẽ có cái thời gian chủ động là mình sắp xếp được để mình học một thứ khác. Còn khi mọi người làm ở công ty á, mọi người sẽ bị một cái là như công ty trả tiền lương thì mua mọi người mất 8 tiếng rồi, hoặc là có thể trên 8 tiếng nữa. Thì những cái đó là những cái thứ mà mọi người không sắp xếp được. Khi mọi người làm ở đó rồi tối về mình sẽ bị mệt á, làm biếng. Nên cuối cùng cái lúc đầu định hướng của mình là rất là tốt luôn nha, nhưng mà cuối cùng vô làm 2-3 năm ấy nó bị quên mất cái định hướng đó. Mà khi mà mình quên cái định hướng ban đầu của mình á thì nó khó để cho mình đi xa hơn. Nên chỉ có bạn nào cực kỳ nghị lực đồ á, quyết định nghỉ công ty hay là làm gì đó thì nó mới phát triển riêng được. Mình không nói là cái có những bạn thích làm ở công ty thì mình có định hướng mình làm công ty, sau này mình lên quản lý thì mọi thứ nó cũng tốt thôi, chứ mình không phải là nói vậy để khuyến khích mọi người là phải nghỉ đâu nha. Rồi thì ví dụ như mà cái cách học định hướng của anh đang theo cái bản thân anh á, anh đang bây giờ anh sẽ học như thế nào? Không phải là để khuyên mấy bạn cái hướng đi của anh đó. Hiện tại thì mình đang hướng theo cái hướng gọi là generalist, thì có nghĩa là cái gì cũng biết hết, mà biết ở cái mức là dùng được nha, chứ không phải là cái gì cũng biết mà cái gì cũng dở. Cái hướng của mình nó là generalist. Tại vì sao? Vì mình vào những cái công ty như là Vintata, những cái production house thì mình cảm thấy là giữa những cái khâu với nhau á, nó làm rất là khó. Cái khó nhất là làm triển khai giữa các khâu với nhau, tương tác giữa cái khâu với nhau. Tại vì anh bên model thì chỉ biết model thôi, anh bên rig thì chỉ biết rig thôi. Anh rig nhìn vô cái file Landscape của model thì thấy sai đó, nhưng mà anh model hỏi giờ sửa sao, anh rig nói tao đâu biết, tao đâu làm model đâu. Rất là nhiều những cái trường hợp như vậy xảy ra và rất là cần một cái người đứng ở giữa, một cái người mà biết được cả hai thứ luôn, mà phải biết tốt, thì biết càng nhiều càng tốt thì họ mới có thể làm, họ mới kết nối được những cái team đó với nhau. Và ngoài ra là cái hướng phát triển là hướng technical artist bây giờ rất là quan trọng ha. Tại vì hiện tại chúng ta Việt Nam mình chưa có làm được những cái sản phẩm mà gọi là phim series, mà phim dài á, phim series hoặc là phim feature phim, những phim dài, những cái phim hoành tráng. Tại vì sao? Tại vì những cái phim đó khi các bạn thấy là mình có rất là nhiều studio làm phim quảng cáo, những cái phim ngắn 3 phút 5 phút thì những cái phim đó nó tại vì cái thời lượng nó ngắn cho nên là khi mà làm nó xảy ra rất là nhiều vấn đề bên trong, nhưng mà chúng ta có thể chọn cách là chúng ta lấp liếm hoặc là chúng ta mình không dùng được cách này thì mình sửa, mình dùng cách khác, mình lấp liếm, mình chêm, sau đó cuối cùng mình sao ra được thôi. Combo nó sẽ rất là quan trọng. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà nó scale lên một cái lớn hơn như là một cái feature phim hay là một cái series phim thì nó mình càng lấp liếm thì càng về sau cái lỗi nó càng kinh khủng, nó càng bự hơn, càng lòi lỗi. Thì cái vấn đề, cái mấu chốt nằm ở chỗ là về technical, về kỹ thuật. Họ phải có tool để được viết ra để giải quyết những cái vấn đề mâu thuẫn, những cái chuyển file qua lại này kia. Cái cốt lõi của một cái studio nó phải là vấn đề về technical. Mà phải hiểu là có hai vấn đề là technical và art. Khi mà các bạn mạnh về art thì các bạn làm cái gì đó nó cũng đẹp. Nhưng mà nếu mà không có technical thì chưa chắc bạn ra được cái sản phẩm cuối cùng. Còn nếu mà các bạn mạnh về technical thì các bạn có thể làm ra nó không đẹp, nó không xấu, nhưng mà nó có thể làm ra được cái sản phẩm cuối cùng. Thế là cho nên là nếu mà giữa một cái không hoàn thiện mà nó thiệt đẹp đi và một cái hoàn thiện nhưng mà nó hơi xấu hơn một xíu, dĩ nhiên là cái ra được cái sản phẩm cuối nó quan trọng hơn, cho nên là cái technical rất là quan trọng. Và giống như là ngoài ra nữa là mình coi báo mạng này kia, người ta nói về AI hay rồi này kia thì tương lai gần nó sẽ là cái thứ nó hỗ trợ cho artist mình làm, thì mình làm sao để mình giao tiếp với nó. Thì giống như mình hay học tiếng Anh để mình nói chuyện với nước ngoài thì mình sẽ phải học lập trình để mình nói chuyện với AI. Mình có thể chuẩn bị những cái hướng đó trước. Đó là cái hướng đi của anh Nghiên sắp tới. Mà hướng đi nó cũng giống mình hồi trước kia, vì mình vẫn là muốn theo kiểu là mình học mình biết hết một quy trình nữa, chứ không phải là mình chỉ chọn mỗi làm model để vẽ thôi. Nên model mình chỉ làm cho vui thôi. Rồi như vậy là anh Nghiên đã chia sẻ cho mọi người nhiều cái suốt cái quá trình và cái định hướng sắp tới của anh rồi á. Thì bây giờ mọi người có muốn trao đổi về gì với anh Nghiên không? Thì có câu hỏi gì á thì mọi người cứ đặt câu hỏi ra thì anh Nghiên sẽ hướng dẫn trả lời câu hỏi cho mọi người nha. Đây em thấy có một bạn hỏi là tự học một năm, vậy nếu học ở trung tâm thì có rút ngắn thời gian được không? Để mình hỏi coi câu hỏi từ trên xuống dưới đi. Thì... tự học một năm, bạn Trần John nè, tự học một năm thì nếu mình học ở trung tâm thì có rút ngắn được thời gian được không? Học ở trung tâm cũng là một cách hay, nhưng mà một cái cách hay hơn nữa là mình có tìm cho mình được một cái người mentor. Ví dụ như Hưng đây, các bạn có thể tìm Hưng là một cái người mentor như vậy. Thì học ở trung tâm thì nó lại tùy thuộc vào cái trung tâm mình chọn. Có những cái trung tâm mà hiện nay mình thấy đa phần là những cái trung tâm thì cái giáo trình của họ nó hơi bị cũ. Nó mới bị lỗi thời rồi. Chẳng hạn như một số trường mình đi dạy bây giờ, người ta vẫn chỉ mọi người cách dùng Photoshop để vẽ picture, xong rồi phải bỏ vào V-Ray để render ra sản phẩm phim cuối khóa, mà render mọi người là ăn ngủ ở trường mấy tuần luôn. Bây giờ nó có những cái cách nhanh hơn vậy. Chạy chẳng hạn như dùng Marmoset chẳng hạn. Đúng rồi. Thì, tại vì cái chất lượng của mấy bạn mà mới học render nó vẫn thấp, xài Marmoset luôn cho nó đẹp. Thì cũng tùy vào cái trường, nhưng mà cách tốt nhất là có một cái người mentor. Tại vì mình trong cái quá trình mình tự học đó, thì một cái ao ước vô cùng lớn lao của mình đó là luôn luôn phải có một cái người để mình hỏi và định hướng cho mình, chỉ cho mình là tôi đi cái bước đó như vậy là đúng chưa. Nhưng mà suốt 10 năm qua thì mình không có cái người đó. Bây giờ mà có anh đi đầu mất tiêu rồi. Anh đi đầu trong cái ngành thì cuối cùng đâu có ai mà đỡ mò đường để cho nó. Bây giờ thì các bạn có thể lên tìm cho mình một mentor chẳng hạn. Thật ra nói là mentor thì nó hơi hình chán chẳng hạn. Các bạn lên Facebook mình thấy ai mà giỏi mà các bạn thích thì cứ lân la và làm quen, hỏi chuyện. Mình nghĩ là người ta sẽ sẵn sàng chia sẻ thôi. Đừng có hỏi lan man và hỏi tầm bậy quá, nhảm nhiều quá thế thôi. Chứ chẳng hạn như mình có sản phẩm, mình làm ra sản phẩm, mình làm tới bước đó rồi, ra sản phẩm rồi bị vướng chỗ nào, có cái sản phẩm mình đưa cho người ta hỏi anh ơi bây giờ tiếp theo như thế nào. Ok, chứ còn không cứ không có gì hết trơn, chưa làm gì hết trơn mà cứ ngồi hỏi hoài. Tốt nhất là có một người mentor. Trung tâm cũng chưa chắc là cách tốt nhất. Nghĩa là mình thực ra nếu mình tự học đi nữa thì để mà đi xin việc model không tới một năm mọi người vẫn làm được nha. Anh Nghiên là tự học nên nó mất một năm, chứ nếu mọi người được đào tạo bài bản thì mình nghĩ mấy tháng là được. Đúng rồi, bây giờ mình thấy có nhiều bạn học vào vài tháng là đã ngon lành lắm rồi. Anh Đức Anh hello, hai idol đẹp trai này. Đây là những câu hỏi nó cuối rồi. Anh có thể bật mí về khoản lương từ lúc bắt đầu tới bây giờ được không anh? Cái câu hỏi này chắc mình nghĩ là khỏi trả lời nha. Vậy mình anh không thích có trả lời không? Cái lương bây giờ của mình, nhưng mà mình có thể nói cho các bạn cái khoản nha. Cái hồi xưa mình làm thì cái mức lương đầu tiên của mình 10 năm trước là 3 triệu. Nhưng mà mình biết là hình như bây giờ cái mức 3 triệu thời đó là còn ổn định này chứ. 10 năm mà. Không biết nữa, quên rồi. Tại vì mình ở với gia đình mà đâu có tốn gì đâu. Bao nhiêu cũng được hết đó. Lúc đó đi làm không quan tâm lương luôn. Cũng cho nhiều cho, không biết luôn, đâu có biết cái tiền đó dùng được nhiều hay ít đâu, chưa xài bây giờ. Còn bây giờ thì mình thấy mấy công ty là vào training, trong thời gian training là hình như là đã có mức lương cơ bản là khoảng 6 triệu rồi. Còn cái mức mà cao nhất mình không chia sẻ được cái mức lương bây giờ của mình ha, nhưng mà mình biết, mình biết rõ, mình từng quen những cái người mà có cái mức lương 5.000 đô lận. Mà mình biết cái đó cũng chưa phải là cái cao nhất đâu nha mấy bạn. Có những người lương cao hơn luôn, chắc chắn luôn. Nhưng mà cái đó còn tùy thuộc vào cái chuyện là các bạn làm được cái gì. Chẳng hạn như chỉ có model và texture thôi thì các bạn cho dù có làm lên tới team lead hay là AD nữa thì các bạn cũng đừng bao giờ mong mà có cái mức lương đó. Cái giá trị mình cống hiến, đúng rồi, người mà có mức lương 5-10 ngàn thì các bạn phải hiểu là một công ty chỉ cần thuê cái người đó vô thôi là đảm bảo là tôi sẽ làm ra được sản phẩm đẹp hoành tráng. Tại vì sao? Người ta nắm được cái quy trình, người ta biết hết từ trên xuống dưới luôn, người ta có thể tham gia vào rất là nhiều khâu, quản lý được rất là nhiều khâu. Thì người ta một mình người ta là cái xương sống của cả studio, người ta làm cho cái sản phẩm của studio đó tốt và nó ra được sản phẩm cuối cùng luôn thì bao nhiêu tiền chẳng được. Rồi anh Đức em là 3D đẹp trai nè. Rồi có một bạn Khánh Nguyên ấy, tại sao anh lại nghỉ việc tại Sparx? Cái này hình như hồi nãy trong lúc mình nói có chia sẻ rồi đúng không? Nói chung khi mà nghĩ Sparx là tại vì mọi người muốn học thơm á, đến những cái thứ mà mình, vì Sparx nó chỉ là một công ty outsource và nó chuyên model thôi. Và anh Nguyên thì muốn đi nhiều cái hướng khác nữa nên là mình đừng có bị bó buộc vào một cái công việc duy nhất. Mình khoảng 2-3 năm mình nên thay đổi. Tại vì không phải là mình đổi cái là mình giữ luôn. Chẳng hạn như bây giờ mình làm freelancer, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái bước đệm, một cái khoảng trong cái cả một cái sự nghiệp của mình thôi. Thì biết đâu 2-3 năm nữa thì mình lại tiếp tục đi làm công ty, nếu mà cơ hội nó tốt mình sẽ đi làm. Nhưng mà mình phải trải nghiệm, mình thử hết. Mình đang làm ở công ty outsource, rồi mình chuyển qua mình làm ở công ty production house, làm ở công ty quảng cáo. Như Hưng thì đang làm ở bên VNG ha, còn làm quảng cáo đúng không? Còn là làm quảng cáo, làm clip. Mình chuyển về mình thử mình làm freelancer. Tại vì freelancer thì ngoài những cái skill về kỹ năng, về tương tác với cái network của mình, ngoài ra mình còn phải biết về sale, rồi mình sẽ hiểu được là mình kiếm job ở đâu ra, rồi PR bản thân, rồi mình hiểu được là mấy cái công ty mình làm gia công đó người ta kiếm job như thế nào, người ta lấy job đâu ra, có thiệt sự là mình làm công ty là mình được an toàn không? Cái gì khó. Người ta, những người ở trên, những người sale, những người giám đốc người ta vẫn phải hàng ngày, người ta vẫn phải làm sao để cho lợi. Đúng rồi. Chứ mình không có làm cái khâu đó mình đâu biết, thì mình ra làm freelancer mình cũng biết. Cho nên là mình khuyên các bạn là nên 2-3 năm thì mình nên thay đổi một xíu, mình trải nghiệm hết tất cả những cái mảng mình có thể, mình học được nhiều, kiến thức của mình nhiều, cái portfolio của mình nó dày, cái CV của mình có nhiều công việc thì người ta nhìn vào người ta cũng sẽ thích hơn, người ta sẽ tìm đến mình đầu tiên. Rồi có bạn Trâm anh chia sẻ về quy trình cho bọn em đi, dạng như quy trình đó là một character game 3D. Cái này nó dài quá ta. Nó dài nhưng mà anh có thể rút gọn lại để chia sẻ các bạn được. Quy trình ví dụ như làm từ concept tới phần mềm nào, low poly, high poly, mask. Một cái câu hỏi này nó khá là lớn. Khá lớn, nó hết một cái quy trình nó rất là dài. Và với lại là thật ra mình cũng không, mình chưa có làm một cái studio mà nó tự sản xuất game. Không, cái này nó chỉ là quy trình để làm một character thôi à. À, quy trình đó có nghĩa là làm về model UV texture là xong rồi. Thì cái đó mình thấy anh Hưng cũng có chia sẻ khá nhiều trên kênh của ảnh mà. Không thì bây giờ nếu mà mọi người muốn cần lại cái đó thì cái quy trình đó nó gọi là quy trình chung rồi, ai cũng bắt buộc phải làm qua hết cái những cái quy trình đó. Thì mình cũng có thể chia sẻ với mọi người được là ví dụ như khi mà mình nhận một concept từ khách hàng á thì mình sẽ bắt đầu lên cái con hyperlink. Nếu mà mình làm á, ví dụ có concept rồi mình lên hyperlink bằng phần mềm ZBrush thì mình vẽ hyperlink sao cho nên nó giống hết nhất có thể. Làm xong hai bước lo hyperlink, mọi người sẽ qua bước low poly. Low poly thì mình sẽ đi lưới vô, mọi người có thể search nè cái gì topology á thì nó sẽ giúp cho mọi người biết là cái lưới low của mình đi đúng hay sai. Khi hai cái đó xong rồi mình sẽ cắt UV từ cái low poly, xong cái bước UV mình chuyển qua bước làm texture. Có UV mình mới làm texture được nha. Thì khi mình làm texture mình cần cả con 2 và con low, để con low nó lấy chi tiết từ con 2 thì nó người ta gọi là cái quy trình là back map. Thì nó sẽ back map đủ các loại map để nó giúp cho mình làm texture tốt hơn. Khi tới bước texture như vậy là xong, mọi người lên vật liệu, màu sắc các kiểu. Như vậy là mình có thể kết thúc được một quy trình. Nó giống như nó có 4 bước chính vậy đó. Mà mình để mình bổ sung thêm cái quy trình của để ra được một cái con nhân vật ở trong một cái công ty sản xuất ha. Thì nó không đơn giản là chỉ tới đó là xong rồi nha, cái đó là quy trình bình thường thôi, nghĩa là quy trình gọi là sách giáo khoa đó. Chứ còn ở những cái production house, những cái studio họ tự làm ra sản phẩm của mình thì đối với những cái con nhân vật chính thì thật ra cái thời gian của nó để gọi là nó gọi là cái quá trình phát triển một cái con nhân vật luôn, chứ không phải là quy trình để gọi là làm đó là phát triển một con nhân vật ha. Thì thông thường nó sẽ kéo dài ít nhất cũng phải 9 tháng cho một cái con nhân vật chính. Chẳng hạn như bên Vintata, cái con Benta đó thì các bạn thấy cái trailer trên mạng thật ra nó đã phát triển cả 2-3 năm nay rồi. Màu sắc mặt mũi thì có nghĩa là quy trình đó là như thế này. Đầu tiên là sẽ có một cái concept sơ sơ để mọi người định hình nó, rồi bắt đầu mới đưa cho bên modeling làm ra một cái bản gọi là sơ sơ đầy đủ này kia, rồi sau đó là đưa cho art director sẽ bắt đầu vẽ lên trên cái con nhân vật 3D của mình, vẽ gọi là pen over đó, và làm việc với cả model và concept luôn. Rồi trên cái pen over đó thì bắt đầu lại đưa ngược lại cho concept, và concept lại bắt đầu vẽ từ cái pen over đó, vẽ rồi đàng hoàng tử tế ra, xong rồi lại bắt đầu lại đưa cho bên model làm lại sửa theo cái concept mới, rồi xong rồi lại đưa lên cho art director, rồi art director ngồi nói chuyện với đạo diễn, rồi người kia quay phim đoạn sàn ngầu lên các thứ, rồi quyết định là con model này nó được hay chưa, rồi bắt đầu coi theo kịch bản là về coi cả những cái biểu cảm của nhân vật làm ra hết luôn, gọi là cả rig luôn, đưa lên cho rig luôn, làm landscape, làm facial, rig facial hết tất cả mọi thứ luôn. Sau đó rồi bắt đầu lại vẫn ngồi coi lại là cái biểu cảm được chưa, thì chẳng hạn là có những cái chi tiết ở trên cái gương mặt mà nó làm ảnh hưởng cái biểu cảm đó thì chẳng hạn như là lông mày thấp quá, hay là trên trán nó có tóc, cái phần tóc nó lại bị lúc mà nó cau mày xuống thì nó lại bị dính vào lông mày, vào chân mày, tùm lum hết. Thì lúc là lại bắt đầu trở về concept, lại sửa tiếp. Đó là như vậy, cái quy trình đó gọi là quy trình phát triển nhân vật luôn, nó đi vòng tới vòng lui, gần như là nó ra đến sản phẩm cuối cùng luôn rồi, là đã riết xong rồi, bẻ bâu luôn rồi, diễn được luôn rồi, làm render lúc đẹp đồ tất cả lông lá xong luôn. Nhưng mà vẫn sửa lại từ đầu, vẫn có thể sửa lại từ đầu bất cứ lúc nào. Kể cả như các bạn thấy là cái trường hợp gần đây là cái phim Sonic 3D á, con nhân vật sau khi tung trailer ra thì bị người ta chửi banh xác luôn. Bây giờ là sao? Bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu ngay từ khâu concept, trong khi tất cả những cái phim, những cái phần đó này kia diễn xuất làm xong hết rồi vẫn trở lại như cũ. nó phức tạp hơn mà rất là nhiều. Cái này là cao cấp rồi nên anh chia sẻ thơm á, nên mọi người nếu mà những cái thuật ngữ nào khó hiểu mọi người có thể coi lại. Xoáy rất nghiêng cho em hỏi thu nhập một 3D artist tầm trung bây giờ được bao nhiêu? 3D artist tầm trung là 3D như thế nào? Tầm trung là thì đi mình làm cái cỡ mình không biết tầm trung là tầm nào. Biết rồi, nhưng mình bây giờ tầm trung là anh 10 năm được tầm trung nữa. Đó, tầm trung là anh 10 năm về chia nữa ra 5 năm là bao nhiêu? Mình không biết tầm trung, tại mình cũng không định nghĩa tầm trung bao lâu, nhưng mà thông thường mình thấy là các bạn làm khoảng 2-3 năm thì sẽ có mức lương khoảng 13-14 triệu gì là có rồi. Làm lâu hơn nữa thì nó sẽ có thể tiệm cận lên khoảng 20. Đúng rồi. Là 4-5 năm thì nó có thể tiệm cận lên khoảng 20. Nói chung là nó sẽ có cái con đó. Nhưng mình mà tầm sao con... mấy bạn quan tâm quá nhiều đến vấn đề lương vậy? Đừng dán làm là để kiếm tiền thôi, phải lương thôi. Hay là chẳng hạn hỏi mình là làm 3D có đủ sống không, các bạn có mua được nhà không? Trả lời là được, sống được, cũng lo được cho gia đình đấy. Nếu biết tích cóp đầu tư thì cũng mua được nhà đấy. Có một bạn Lý Di Bảo cho em hỏi em yếu về painting thì có cần trau dồi thơm để đi làm 3D không? À, câu hỏi rất là hay ha. Cái đó mình cũng rất là hay chia sẻ với mọi người. Có nghĩa là thông thường các bạn hay hỏi câu là 3D artist có cần học vẽ 2D không? Thì không biết. Không, mình biết chứ, cái đó quan điểm của mình là có. Thì tại vì sao? Cái sản phẩm của mình, cái mục đích cuối cùng của mình là gì? Là làm đẹp thôi các bạn. Thì đẹp thì mình cũng không nhất thiết là các bạn phải cầm cái bút chì lên các bạn vẽ, và cái nét nào đến nấy nó đều phải đẹp, nhưng mà mình phải hiểu được những cái nguyên lý cơ bản của 2D, và mình nên dành thời gian ít thôi cũng được, mình nên luyện tập 2D bất cứ khi nào mà mình có thể, mình cần nhớ tới. Tại vì luyện 2D nó là cái cách nhanh nhất, tiện nhất để mình có thể luyện về những cái nguyên lý về art, để làm cho cái art của mình tốt hơn lên. Thì cái đó rất là quan trọng. Nên mình thấy, mình coi mấy cái anh Phước Quảng bên Artsup, anh có chia sẻ, anh nói là artist giống như một cái ly, thì mình chỉ chứa được có nhiêu đó nước thôi, mình trong đó mình chỉ thấy được như thế đó là đẹp lắm rồi. Nhưng mà có những người là cái ly bự hơn thì người ta thấy được nhiều hơn. Đúng rồi. Thì cái đó là quan trọng, nằm ở chỗ là cái art của mấy bạn nó mạnh tới đâu á. Cho nên là nếu mà mình làm 3D rồi thì cái mục đích cuối cùng vẫn là làm đẹp thôi, thì bắt buộc là các bạn phải học về art, bởi vì đó là cách nhanh nhất, tiện nhất, dễ thấy nhất. Chỉ cần cái bút với cuốn sổ rồi các bạn đi đâu các bạn cũng có thể sketch được. Vì 3D nó chỉ là cái như này, học kỹ thuật đúng không? Đúng. Nếu mình học 3D kỹ thuật thôi. Nên muốn vẽ đẹp thì mọi người cần phải biết về cái gì ta, nguyên tắc về art, nguyên tắc về tạo hình rồi các kiểu. Thì đó, còn ngoài ra một số trong cái quá trình mà mình tự học đó, thì không phải là cứ lúc nào cũng luyện 3D là nó giúp mình lên một cái level khác, nhưng mà nhiều khi cái bước nhảy nó đến từ cái việc là mình trau dồi thêm về cái mảng 2D, mình sketch, mình học tất cả những khi mà mình có thể, mình nghĩ đến mình học, hoặc là mình tham khảo những cái sketch 2D của những cái artist giỏi trên ArtStation. Có nghĩa là họ đã học rất là lâu rồi, thì cái kinh nghiệm của họ nó đúc kết trên cái nét vẽ của họ. Mình xem cái nét vẽ của họ thì mình thấy được hình khối rồi các thứ, ánh sáng rồi mình phải học biết các bạn đó, mình phân tích cái đó. Nó đã được người ta đúc kết rồi, người ta ra được cái sản phẩm đó rồi, mình học từ cái đó nó sẽ nhanh hơn. Có cũng bạn nó hỏi, nhầm, bạn nó hỏi luôn là cho hỏi là công ty nào làm nhiều khâu như vậy, anh nói mà dành cho sinh viên mới ra trường để học kinh nghiệm không? Mình không biết cụ thể là công ty nào, nhưng mà mình thấy tuyển nhiều mà trên 2D 3D artist người ta mình đăng ra nó luôn. Mà nó tuyển gọi là biết hết á, thì nó theo mình thấy á, nó sẽ là những cái công ty startup, mấy công ty mà nó cần ít nhân lực mà nhân lực đó làm nhiều thứ, thì nếu bạn vô đó bạn sẽ làm được nhiều, thì sẽ có người training cho bạn. Vì người mà lập công ty á, thường người ta đã giỏi hết rồi, người ta mới ra lập một cái công ty startup, thì mọi người có thể làm được trong công ty đó. Hoặc là công ty mình đang làm là công ty VNG, thì nó cũng là một người làm rất là nhiều mảng. Mọi người có thể là chuẩn bị portfolio cho tốt, mình gửi là được, vô được training nhiều thứ lắm. Nhưng mà những cái công ty đó nó lại có một cái vấn đề khác là có thể là cái chất lượng họ yêu cầu nó sẽ không được cao. Thì mình vẫn phải trau dồi thêm, thì nó người mới mà mình cũng phải, phải luôn tâm niệm mình phải nhớ cái định hướng của mình trau dồi thêm. Dựa bạn Hiếu Đặng là hai anh cho em hỏi giữa 3D model và 3D nội thất giống và khác nhau như thế nào, theo anh thì cái nào có định hướng tốt hơn? Đó giờ mình cũng không có làm về bên nội thất, mình cũng không biết, nhưng mà đã gọi là mua đồ thì cái nào cũng như nhau thôi mà. Mua đồ thì cái nó cũng như nhau chứ nó không có khác nhau giữa là mua đồ giữa 3D và 3D nội thất. Còn cái chuyện mà định hướng cái nào tốt hơn á thì thật ra mình với anh Nguyên chỉ là mình làm có một mảng à, là mảng bên game, thì mình chưa bao giờ trải nghiệm cái chuyện mà mảng bên nội thất nó sẽ như thế nào, nên mình không biết là so sánh được giữa hai bên. Với lại cái mà bạn gọi là cái nào tốt hơn nó cũng rất là rộng, không tốt hơn là lương ngon hơn các bạn là sao, kiếm tiền nhiều hơn. Nếu mà gọi là kiếm tiền nhiều hơn thì thật ra chỉ cần các bạn làm bất cứ cái gì mà các bạn thiệt giỏi thôi thì các bạn đều có thể kiếm được cái mức thu nhập mà đủ trang trải cho cuộc sống và dư nữa. Không, thực ra cũng là do bản thân mình thôi. Những câu hỏi đó hồi trước kia em cũng hỏi, bởi vì những bạn mới á, thường người ta hỏi là để chênh lệch những cái mức lương, vì những cái công ty khác nhau thì cái mức lương đầu vào nó rất là khác nhau, nên nếu mà công ty ngon thì đầu vào nó cao hơn thì cũng được, nhưng mà sau về lâu về dài á, nó thuộc về kiến thức của mọi người. Về lâu về dài thì vẫn là bản thân các bạn, bản thân chứ không phải là làm lâu năm là mọi người sẽ được tiền lương nhiều hơn, chứ không phải là vào lúc đầu vào nó cao đó là lúc lâu năm rồi nó cũng cao theo, nó cũng không phải vậy luôn. Bạn Khanh Nguyễn sẽ trao đổi chiêu thức với anh vào một ngày không xa. mở ra mấy chục cái tool nữa coi thế nào biết tool nhiều hơn. Mình chẳng có chiêu thức gì cả. Anime rồi còn sửa chứ giỡn. Ồ, Thúy Trần có coi nè. Cho em hỏi mua đồ làm game và làm phim khác nhau nhiều không? Bạn Quách Tấn Tài có hỏi là cho em hỏi mua đồ làm game và phim có khác nhau nhiều không? Ưu điểm, nhược điểm giữa cá nhân anh cảm thấy hai lĩnh vực này như thế nào? Ủa, có ưu điểm và nhược điểm á. Cái vế thứ hai thì mình cũng không rõ lắm. Thật ra là các bạn thích cái mảng nào thì các bạn làm nó thôi. Tại sao cứ phải so sánh vậy? Với lại cái mảng, hai cái mảng nó khác nhau mà, nó chỉ là cái yêu cầu kỹ thuật là khác nhau đó. Đúng rồi, thì anh có thể nói về yêu cầu kỹ thuật nữa. Thì đầu tiên nói về mua đồ thì đầu tiên là bên game nó sẽ không có với nó không bên phim, chứ bên phim nó sẽ đầu tiên là nó không có giới hạn về số lượng poly. Anh chia sẻ mọi người, em lấy nước. Bên phim nó sẽ không có giới hạn số lượng poly và cũng không có giới hạn về số lượng UD, số lượng texture á. Thì tại vì nó render ra mà, cho nên là mình muốn làm lưới bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nó sẽ khó hơn về chẳng hạn như là về việc dằn cạnh ha, topology của mình nó phải kỹ hơn. Mình phải dằn cạnh tại vì sau khi mình làm cái model rồi vào trong phim nó sẽ được cái chương trình render nó sẽ tự động nó smooth lên 2-3 lần hoặc là nhiều hơn nữa. Cho nên cái lưới của mình nó phải tốt, mình phải dằn cạnh tốt, dằn cạnh sạch sẽ luôn để có thể là khi là smooth nó lên thì nó không bị mất khối. Thì cái việc đi lưới nó yêu cầu khắt khe hơn. Và ngay cả về cái tính gọi là cái tính hệ thống của nó, tên, tuổi, UDIM các thứ luôn, nó sẽ phải được kiểm soát kỹ hơn. Ngoài ra nữa là về kỹ thuật rig của phim thì nó phức tạp hơn của game rất là nhiều. Cho nên đối với những con nhân vật thì những cái lưới đi, lưới mặt, lưới tay, lưới chân nó rất là kỹ luôn. Rồi nó phải đẹp luôn. Còn game thì tương đối là nó sẽ không có yêu cầu quá cao như vậy. Nhưng mà những cái game gọi là AAA chất lượng cao sau này thì cái chất lượng, số lượng poly và cái kỹ thuật rig của nó cũng đã bắt đầu nó nâng cấp lên rất là nhiều. Gần giống phim rồi. Gần như là phim luôn, cho nên là những cái đó nó cũng không khác nhau nhiều. Bây giờ hai cái đó nó đang tiệm cận với nhau từ từ. Còn về texture thì các bạn sẽ thấy là trong game thì thường một cái con nhân vật hồi xưa nó chỉ nằm gói gọn trong một cái tấm texture thôi. Nó không có dùng UDIM nhiều. UDIM có nghĩa là chia ra thành một cái object nó sẽ có nhiều cái UV khác nhau, nó có nhiều tấm texture nó gộp lại. Như vậy thì nó sẽ đưa cái độ phân giải của mình lên cao hơn là 4K, nhiều khi nó lên mấy chục K luôn. Thì hồi xưa phim, cái đó là phim, game nó không có làm đó. Nhưng mà mấy cái game sau này thì hầu như nó cũng đã bắt đầu nó làm cái độ phân giải cao hơn rồi các bạn. Nên là hai cái nó đang tiệm cận lại nhau. Giờ sau này có lẽ là nó sẽ không khác nhiều đâu. Giờ mọi người đang chơi game nó giống như mọi người đang xem phim full CG, có khác gì đâu. Với lại khi mà mình đã làm mình làm theo những cái quy chuẩn của phim hoạt hình rồi thì mình quen rồi, thì mình làm về model game mình cũng cứ áp dụng những cái đó vào thôi, mình làm tốt hơn yêu cầu thì cũng tốt thôi, chứ đâu có sao đâu, đâu mất thêm thời gian gì đâu. Có một bạn là công đoàn có hỏi là nên luyện tập modeling về nhân vật hay là đồ vật, và nếu làm thì phần mềm nào dùng nhiều, Maya hay là 3D Max? Cái nào bạn thích thì bạn làm thôi. Như mình đã nói rồi, mình định hướng của mình mà, thì đồ vật là một cái mảng khác, nó đó có hai mảng, rock character hoặc là hack surface environment, rồi ngoài là character là một cái mảng riêng, mỗi cái nó yêu cầu nó cần phải có những cái bộ kỹ năng rất là khác nhau ha. Thì mình thật ra mình modeling thì mình hầu như là mình cũng có thể làm hết tất cả những cái khâu đó luôn, nhưng mà để gọi là chuyên, gọi là chất lượng cao luôn thì mình vẫn phải chọn một cái hướng để mình đẩy thôi. Mình cái đó các bạn thích cái nào thì các bạn làm thôi. Còn phần mềm như ngay từ đầu mình đã nói rồi, đừng có bị hạn chế trong cái chuyện là sử dụng phần mềm nào. Chẳng hạn như thí dụ như là bên rig đi, họ làm thì nó rất là phức tạp luôn, cho nên là khi mà họ đã dùng quen rig với một cái phần mềm đó rồi thì rất là khó để chuyển qua lại giữa các phần mềm khác. Chứ còn về model thì phần mềm nào cũng được, chẳng quan trọng, học nhanh thôi à. Nó gọi là cái nguyên lý cơ bản của nó thì nó giống nhau với hầu hết tất cả các phần mềm. Bạn thích cái nào thì bạn dùng cái đó, cái nào lát nhanh hơn. Bây giờ mấy bạn có thể dùng Blender đi, tại vì nó lát nhanh hơn hay thì nhiều lắm. Blender mở ống phát là lên luôn. Rồi như vậy là tới bạn Ngô Minh Thuận, một coder mất bao lâu để có thể chuyển hẳn qua 3D modeling nhỉ? Thì các bạn sẽ cũng như là bắt đầu từ đầu thôi. Như từ đầu thì nó sẽ phụ thuộc vào tự bản thân mỗi người. Tại vì các bạn đã là coder rồi thì khả năng tự học của các bạn hầu như là đã tốt rồi. Với lại là sau khi mà mình đã nắm vững cái kỹ thuật modeling cơ bản rồi thì lúc đó mình sẽ phải xác định coi là mình muốn làm technical artist hay là chỉ muốn làm AD artist thông thường thôi. Thì nếu mà bạn muốn làm technical artist thì bạn đang là coder thì nó quá thuận lợi cho bạn luôn. Và cái thị trường của technical artist trong thời gian tới nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều, nó cần rất là nhiều. Người ta bây giờ làm game trên Unreal hay là Unity cũng phải cần coder, hoặc là những cái studio về làm phim series này kia nó bắt đầu nó được nhiều công ty hơn thì chắc chắn là sẽ cần những cái technical artist nhiều hơn. Bạn làm coder thì bạn chuyển qua làm artist rất là lợi luôn nha. Rồi giờ tới là vợ anh Nghiên hỏi anh đẹp trai sao hỏi gì anh cũng nói thật là không biết vậy, anh có làm hoạt hình nữa mà anh thấy phim hoạt hình với game thích cái nào hơn, định hướng của anh trong tương lai, mua thêm mấy căn nhà nữa. Người ta nói rồi từ đầu rồi, không chịu coi từ đầu, bây giờ nhảy vô hỏi. Rồi mọi người có câu hỏi gì thêm nữa không ta? Mọi người có câu hỏi gì cứ hỏi nha, chứ ở này là hết mấy câu hỏi của mọi người rồi. Nếu không thì mình sẽ kết thúc buổi livestream này, buổi thoát show đầu tiên. Thoát show đầu tiên, hy vọng sẽ không phải là buổi cuối cùng. Không, nếu mọi người thấy cái này bổ ích á thì sau này mình sẽ mời thêm những cái artist khác, thì mỗi người nó sẽ có một cái xuất phát điểm khác nhau và cách làm ở khác nhau, hoặc là làm ở những công ty khác nhau, ví dụ những mảng khác luôn, những mảng khác nữa, chứ không phải mỗi là modeling thôi nha. Vì 3D mọi người có thể như là bên nội thất nè, hay là bên cái gì nữa ta, nội thất diễn họp kiến trúc á, hoặc là những cái bên quảng cáo, thì modeling bên quảng cáo nó khác nha, ví dụ như C4D hay là cái gì đó, thì những cái đó nó cũng là 3D luôn, nhưng mà nó giúp cho mọi người hiểu rộng về cái ngành này hơn. Thì ai thích hợp cái nào thì mọi người sẽ chọn được cái ngành nó tốt hơn với mình, chứ không phải cứ học 3D rồi vô modeling hoặc là làm outsource đâu. Mình nghĩ là cái mục tiêu của mình với Hưng để muốn làm những cái talk show như vậy có nghĩa là bọn mình muốn mở rộng cái cộng đồng ra. Chúng ta phải coi cái ngành 3D của mình ở Việt Nam nó bị thiếu tính cộng đồng, bị thấp nữa. Chúng ta không có trao đổi với nhau thường xuyên, chúng ta không có biết là ai đang làm cái gì hết, đã làm được những cái thành tựu gì, rất là khó, nhất là cho những bạn mới nữa. Thậm chí nhiều khi muốn hỏi cũng không biết hỏi ai cả. Hay là hồi xưa mình thấy mình cũng hay up lên 2D 3D artist nhưng mà hầu như là cũng không nhận được cái góp ý nào. Thì nó là góp ý để gọi là xây dựng một là like, hai là vô chửi rồi xong rồi, nhưng mà cuối cùng không ai hướng dẫn cho mình vẽ gọi là tốt hơn. Đúng rồi. Với lại đó thì là cái đó là cái dở của cái 3D của Việt Nam mình là vậy đó, nó không có cộng đồng, chẳng ai biết đang những cái người đó đang làm gì hết, những cái người đầu ngành người ta đang làm gì hết. Thường làm xong rồi có vợ có con nữa, về nhà im ru luôn, không chia sẻ lại, thì những cái kinh nghiệm mà mọi người đang biết á, mất tới ví dụ như anh Nguyên, anh mất 10 năm để anh được kinh nghiệm như bây giờ thì anh im luôn. Mọi người mất 10 năm hay có thể ít hơn đây, mọi người có thể mất 5 năm để học lại những cái thứ mà anh Nguyên trải qua 10 năm, như vậy là mọi người đã học được gấp đôi rồi. Nhưng mà những cái kinh nghiệm đó nếu anh chia sẻ ra thì mọi người sẽ biết rồi, thì mọi người có thể trải qua 1 đến 2 năm để đạt được chuyện đó, thì nó rất là lợi luôn. Nên mình cũng mong rằng qua cái này á thì sẽ có nhiều những anh chị, những người lớn hơn chia sẻ cho cách học của mình hay là cách làm việc của mình, để mình có cái kiến thức về chung á, để khi mà cái chất lượng trung bình của mình á, nó tăng lên, ở Việt Nam mình nó tăng lên chứ không phải là thấp thì như ở Trung Quốc giờ phát triển quá trời, đúng không? Hay cả học viên nữa thì bài cũng rất là chất lượng, trong khi những cái bạn ở Việt Nam thì học ra cứ nghĩ là mình giỏi ở trong lớp, nhưng mà cuối cùng cái bài của mọi người đi xin việc cũng rất là khó luôn, chứ không phải là mọi người tốt nghiệp là mọi người có thể cầm cái bài đó đi xin việc được. Đó là do mình thiếu cái cộng đồng, cộng đồng chia sẻ. Với lại tôi bị thêm cái nữa là các bạn 3D artist hầu như rất là lười. Rất là ít những người có CV, một cái CV chắc ở được. Trên link hoặc là có một cái portfolio trên ArtStation. Hai cái đó cực kỳ quan trọng luôn. Mình chỉ với hai cái đó thôi là mình đã ra làm freelance được rồi, người ta đã dựa vào hai cái đó, người ta biết tới mình, người ta tìm đến mình luôn. Thì cái đó mình thấy hiện nay là khá là hiếm trong những cái artist của Việt Nam luôn. Đa phần những cái bạn mà artist làm 1 đến 2 năm hầu như không có ArtStation. Đúng rồi. Không có tác phẩm gì. Những người làm lâu hơn cũng không có luôn. Thì các bạn ra làm freelance làm sao người ta biết tới các bạn được? Coi như các bạn không hề tồn tại trên mạng xã hội luôn, làm sao người ta biết, người ta tìm đến các bạn. Nhu cầu thì rất nhiều mà. Chẳng hạn như bây giờ những cái công ty mới mở chẳng hạn, người ta lên link và người ta search 3D Artist Team Leader, là người ta ra chỉ có một vài option thôi, trong đó có mình, thì người ta sẽ liên hệ với mình trước. Còn bây giờ người ta lên search mà không có làm cách nào mà các bạn dính được cái hình của mấy bạn vô hết, là làm sao mà người ta biết được. Các bạn hỏi này, bao giờ thoát sâu, bạn Võ Duy Hưng có hỏi là bao giờ thoát sâu thứ hai, thì mình cũng chưa biết nha. Thực ra đó có một buổi thoát sâu này thì mình với anh Nguyên đã chuẩn bị rất là nhiều, sắp xếp thời gian với anh Nguyên vì anh Nguyên có vợ con rồi, làm việc freelance các kiểu nữa, thì đỡ mà mời anh Nguyên được tới nhà mình để làm cái buổi thoát sâu này thì nó cũng tốn hình như mất cỡ 2 tuần để chuẩn bị trước, để 2 tuần. Thì với lại mình không biết là mình có thể mời được những anh chị khác hay không, những người có kinh nghiệm trong ngành hay không, thì cái đó mình không biết. Nhưng mà cái dự định của mình thì mình sẽ muốn phát triển nhiều hơn về cái dạng này để mọi người có thể xem, để hiểu được hơn. Có thể là đầu tư một cái phòng, cái background cho nó nhìn cho nó giống cà phê khởi nghiệp đồ. Sắp tăng nữa. Thì các bạn Hiếu Đặng có hỏi là anh chia sẻ rõ hơn về technical art và animation cho những bạn mới. Trong animation thì mình cũng không biết đâu. Technical artist thì thật ra là mình chưa có đào sâu vào, nên là mình cũng chỉ hiểu về khái quát, về khái niệm đó thôi. Thật ra nãy giờ mình chia sẻ về technical artist chứ thấy mấy bạn technical artist chắc đang ngồi dưới ôm buồn cười đó. Tại nhiều khi mình nói tầm bậy, nhưng mà mình chỉ có thể nói là, có nghĩa là mình nói là như lúc nãy mình nói là cái technical là nó là cái xương sống của một cái dự án luôn, nó rất là quan trọng ha. Tại vì khi các bạn làm trong những cái quy trình sản xuất thì các bạn sẽ thấy biết là không phải cái gì những cái chương trình Maya của các bạn nó đều có sẵn đâu, nó không phải là chỉ dùng trong vòng cái đó là xong việc đâu, nó đẻ ra rất là nhiều thứ luôn, cả tỷ thứ khác mà nó không có cái công cụ để mình làm chuyện đó luôn, hoặc là mình lên mạng mình tìm để mình mua, còn không có nữa thì mình phải dùng cách lấp liếm hay này kia các thứ, thì luôn luôn phải cần những cái người technical đó. Họ có thể là họ làm trong bộ phận R&D, họ viết những cái tool mới, hoặc là technical artist về chẳng hạn như gọi là bên RIP cũng gọi là technical artist. Bên RIP tính ra là gọi là biết phần mềm là đào sâu luôn á, chứ không phải hầu như mấy cái studio nhỏ nhỏ thì mấy bạn RIPer là làm luôn cả technical luôn, làm TD luôn, technical director luôn á. Thì trước mắt thì mình chỉ biết như vậy thôi. Còn animation thì mình chỉ biết sơ sơ thôi. Thì animation chắc có lẽ là một lúc nào đó sẽ mời một bạn chuyên về animation. Mình sẽ mời một bạn chuyên về animation, vì cái mảng này nó sẽ là rất nhiều người, thì mình chỉ là cũng biết sơ sơ thôi. Nên nếu mà chia sẻ với mọi người thì hầu như nó gọi là không có tâm đắc gì hết. Đúng không? Chia sẻ tầm bậy, mất công người ta về hiểu sai nữa. Nên những cái nào mà mình chuyên thì mình sẽ chia sẻ cho nó tốt hơn. Một thế hệ. Trần Quốc Vương có hỏi là hiện tại em đang muốn học thêm về technical art, anh có thể chia sẻ thêm về điều này được không? Phải học thêm phần mềm gì? Houdini ... Học ngôn ngữ lập trình rồi đó, mình cũng chỉ mình cũng như bạn thôi, bây giờ mình cũng bắt đầu mình tìm hiểu về technical thôi, chứ mình cũng không chữa rành. Có thể là trong tương lai mình sẽ mời một cái bạn technical artist luôn. Technical art mình có quen, nếu mà sau này mình có thể mời được thì mọi người có thể là hiểu được về technical art hơn. Nên bạn Ngô Minh Thuận có hỏi về technical art thì làm freelance có ổn không, thì anh Nguyên chưa có làm freelance về technical art luôn, chắc cũng không có chia sẻ gì hết. Đúng không? Thật ra cái ngành nào cũng làm freelance được các bạn. Technical thì nó giống như kiểu là các bạn làm về lập trình viên thôi, thì những cái lập trình viên họ làm freelance rất là nhiều, chuyện bình thường luôn. Bây giờ nếu mà ngành art của mình với ngành IT thì so với mặt bằng lương á, IT hơn nhiều. Đúng rồi. IT 1-2 năm, nhưng có thể làm khác nó cao hơn là ngành IT của 3D mình. Theo mình biết là như vậy. Những cái ngành cái bạn IT viết app đầu năm thì cái mức lương của họ 4-5 ngàn đô là chuyện bình thường. Mất chung luôn á. Chung có thể những bạn mà em thấy tầm khoảng là 1-2 năm là lương trên 1.000 là có rồi. Còn 3D mình trên 1.000 là phải lâu năm hơn. Còn là cái thị trường mà freelance của họ cũng rất là rộng. Các bạn lên trang mấy cái forum của Unity hay Unreal, các bạn sẽ thấy là người ta thuê freelancer để viết những cái đoạn code rất là nhiều. Rồi, vậy là mình trả lời được hết mấy câu hỏi mới bây giờ rồi. Có bạn nào có câu hỏi gì không thì có thể giao lưu tới tầm 9:30 đi. 9:30 mình sẽ kết thúc livestream nha. Hoặc là mọi người ai có câu hỏi gì mới không? Ngồi tè technical art hả? Ai có quan tâm về cái chuyện là về model á thì anh Nguyên rành về cái đó, modeling. Đi làm freelance mình có rồi. Mọi người cuối tuần mà cũng không đi chơi coi livestream như thế này là quá tốt rồi. Mình nghĩ là ít người hơn chứ không nhiều như vậy đâu. Đó, mọi người giao lưu thì cứ nói chuyện thoải mái, vô giao lưu học hỏi. Ai có chia sẻ gì hay thì có thể chia sẻ thêm. Biết đâu mà bạn nào đang là technical art á, đang xem cái này thì là có kinh nghiệm thì muốn chia sẻ thì có thể inbox mình để liên hệ. Thật ra thì mình có nghĩa là khi mà chúng ta mới bắt đầu bất cứ một cái gì đó, chúng ta hay bị cái gì chúng ta hỏi, chúng ta suy nghĩ, chúng ta thắc mắc, lưỡng lự rất là nhiều. Thì thật ra cái cách tốt nhất vẫn là cứ lao đầu vào làm trước đã. Làm mới lòi ra được cái mình không biết nữa. Nhắn với các bạn, nhắn nhủ là có nghĩa là mình đã chọn một cái công việc, gọi là mình chọn cái sự nghiệp đi, chứ cũng không phải là công việc nữa. Thì mình nên gọi là mình phải từ từ thôi, mình đừng có bị hấp tấp. Có nghĩa là khi mà mình định hướng cái gì đó thì nó cũng phải mất 2 năm đến 5 năm thì mình mới thấy được cái kết quả, chứ không phải có cái gì là cứ làm thấy kết quả liền đâu. Cho nên là mình phải kiên trì với cái đó. Cái gì cũng vậy hả, mất thời gian rất là lâu ha, và mình luôn luôn phải đặt những cái bước chân đầu tiên. Cho nên nhiều khi mình cứ đắn đo, mình suy nghĩ này kia, không biết làm cái này vào cái ngành này lương có cao không này kia, thì không ai trả lời được cái chuyện đó hết, không có ai mà có câu trả lời cho các bạn hết. còn đâu biết được các bạn thái độ làm việc này kia các thứ như thế nào đâu, thì mình cứ phải làm thử thôi. Thì mình còn trẻ thì mình mất 1-2 năm để mình biết là mình tìm hiểu, để mình biết là mình không hợp với một cái gì đó thì cũng là điều tốt thôi. Chẳng hạn như mình đi, mà ngày xưa mình học kiến trúc thì mình cũng mất 5-7 năm để mình học xong cái bên trường kiến trúc, nhưng mà cái đó không phải là một cái sai lầm, tại vì sau khi mình học ở đó rồi những cái kiến thức của nó mình vẫn áp dụng được. Thậm chí là cái ngành đó cho dù nó không liên quan đến 3D một xíu nào luôn thì sau này chắc chắn là vật cái thời điểm nào đó trong cuộc sống người ta mình vẫn anh cất nhà áp dụng được. Không, cái đó biết không được, giờ anh không biết thiết kế đâu. Mình vẫn áp dụng được những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình, cho nên là các bạn cứ thử là sai đi, sai là cách để mình học. Chứ không có ai mà ngồi bây giờ mình biết chính xác được là 10 năm nữa mình làm cái gì, ở đâu, lương như thế nào, không có ai làm được chuyện đó. Mình cứ phải thử thôi. Các bạn Annie Mixer có hỏi là ở Sài Gòn có trung tâm nào học 3D tốt không? Có nhiều mà, chẳng hạn như bên Adoha nè. Còn gì nào? Effect được không ta? Hả? Effect. Ừ được, effect được. Nhìn cũng được. Tự nhiên mình quên mình không nhớ là mấy cái tên. Em thấy được mà, Patreon điều cái nó học theo kiểu là nhiều má, nhưng mà bù lại nhiều má thì lợi. Mà những cái trung tâm đó nó sẽ đắt tiền hơn. Cái trung tâm nhưng mà giống một trường. Học ở đâu cũng vậy cả, cái quan trọng cuối cùng vẫn là cái quá trình tự học của các bạn thôi. Chẳng hạn như thí dụ như mình làm 10 năm rồi nhưng mà tới bây giờ mình vẫn phải học. Mình vẫn phải học cái mới liên tục. Thì bây giờ những cái mới mà mình muốn học không ai dạy hết trơn. Không ai dạy thì làm gì có trung tâm để mà học. Thì mình cũng phải tự học thôi. Thì mình tập cái thói quen mình tự học ngay từ đầu luôn rồi thì mấy chuyện nó không còn quan trọng. Các bạn sẽ chẳng cần quan tâm là trung tâm nào vậy tốt hơn trung tâm nào. Nó chỉ là cái điểm khởi đầu thôi các bạn. Khởi đầu đã biết cái lệnh. Thực ra các trung tâm nữa nó cũng hướng cho mình cái lệnh để cho mình biết những cái căn bản. Còn lại phát triển hay không là nó tự ở bản thân mọi người. Còn nếu không rảnh thì cứ coi livestream của mình. Mình trong lúc mình đang làm file thì có gì không hiểu á, mọi người cứ hỏi thì mình sẽ giải đáp thắc mắc luôn. Thì cái đó nó giúp cho mọi người là đi đúng hướng hơn. Nói chung là những cái khó mà tư vấn á, mình sẽ tư vấn miễn phí. Còn cái group của mình mà có thu phí á, là thực ra là vì mình sửa file cho mọi người. Ví dụ như bạn sai cái file ở chỗ nào làm không đẹp xấu á, thì mình phải mở file đó lên rồi mình sửa lên, thì chỉ thu phí một lần đó thôi. Nên nó cái của mình không phải là gọi là cái lớp học, mà mình giống như là người để hướng dẫn cho mọi người đi đúng hướng thôi, khỏi tốn thời gian nữa mình phải mò. Với lại khi mà mình tự học á, thì cái môi trường của mình là gì? Cái môi trường của mình đó là môi trường mình là gọi như là do gọi là công dân toàn cầu luôn. Cái môi trường của mình là ArtStation, là YouTube này kia, nó không có bị bó buộc cái tư tưởng. Còn khi mà mình đã học một cái trung tâm cái này có nghĩa là mình họ dạy cái gì cái thì mình biết đó. Cái đó chẳng hạn như là mình học bên Adoha thì chắc chắn là sau này mình cái style của mình nó sẽ là style handpaint. Hoặc là mình học đó, nó nghĩa là khi mà mình vào trung tâm thì mình sẽ bị ảnh hưởng cái style của họ, cái tư tưởng của họ, cái cách làm của người đó nữa. Nó cũng nó sẽ có mặt hạn chế đó, cũng có cái hay mà cũng có cái khiếp đúng không? Giống như mình đi làm công ty cũng vậy, cái mục tiêu của mình là chỉ là ở trong cái công ty đó thôi, mình muốn giỏi là sao mình làm tốt việc ở trong công ty đó, mình làm kịp deadline, mình là gọi là đánh giá chung với cái mặt bằng công ty đó thì mình là giỏi. Nhưng mà khi mà mình làm việc ở nhà, mình làm việc một mình thì cái môi trường, cái cọ sát của mình là gì? ArtStation. Thì mình lên đó mình không là gì trơn, mình chỉ là một cái hạt cát nhỏ xíu thôi, thì mình phải phấn đấu nhiều hơn, mình sẽ có nhiều mục tiêu hơn để phấn đấu. Có bạn Việt Long có hỏi là hiện tại em bị vướng ở mảng bắt giữa high poly và low poly, anh có thể chia sẻ về cách làm không anh? Cái đó sau này sẽ có video hướng dẫn cái đó. Sau chứ còn bạn Việt Long thì nói không có thực hành, bạn sẽ khó hiểu á. Thì sau này mình sẽ đỡ cho anh Nghiên live stream á, sẽ hướng dẫn mọi người cách, nói chung sẽ là một vài cái top vừa hướng dẫn về những cái mảng đó. Thì mọi người cứ lên đặt câu hỏi rồi anh thực hành làm cho biết luôn. Nên học vẽ trước khi học mua đồ không nghe? Quang Hồ Tuấn là ai ta? Quang Hồ Tuấn Con này có đá sấy hay gì không? Không học vẽ trước khi học model thật ra là tốt cũng là một câu hỏi hay, quá tốt luôn, quá tốt. Mình thấy thật ra có mình biết một số bạn là có nghĩa là cái background của họ là về 2D, về 2D thì sau học khi mà họ học, đúng rồi, học 3D thì họ học cực kỳ nhanh luôn, tại vì nó chỉ là công cụ thôi, và cái art của họ nó làm cho cái sản phẩm của họ ra làm ra cái là nó vượt trội so với những bạn khác liền luôn. Vì mục đích của mình á, mình gọi là 3D nhưng mà 3D artist là cái đó là vẫn là phải vẽ để ra hình ảnh, nên cái chuyện mà học phần mềm á nó chỉ là công cụ đó, mình làm sao để mình tạo ra tác phẩm đó thôi. Thì cái tạo ra tác phẩm đó nó đẹp hay không á, nó nằm ở cái kiến thức và hình ảnh của mình á, chứ nó không phải là nằm ở học phần mềm nào mất bao lâu, tốn nhiều thời gian. Không phải là học phần mềm này là sẽ làm đẹp hơn phần mềm kia, không phải gì đó. Nên cái bạn mà có kiến thức về mỹ thuật là sẽ là làm đẹp. Còn nếu mà mọi người không có kiến thức về mỹ thuật á, mọi người có thể làm file nó xấu, nhưng mà mọi người làm một thời gian dài thì mọi người cũng sẽ học được. Giống như mình là một người hồi học xây dựng thôi chứ không có gì hết, nhưng mà khi làm thời gian dài thì mình vẫn bắt đầu mình học hỏi thơm. Trong cái khoảng thời gian mình vừa làm thì mình sẽ về nhà mình học thơm, thì giờ mình vẽ cũng đỡ gớm hơn rồi. Nói chung là cũng được. Mình cũng vẽ nhiều lắm nhưng mà thật ra mình vẽ bây giờ vẫn xấu, mà nó không phải trân trọng chuyện xấu đẹp. Có nghĩa là khi mà mình học thì nó sẽ có là cái tay của mình và cái não, cái mắt của mình, nghĩa là mình nhìn nhận được cái đẹp, nhưng mà để mà mình thể hiện ra được trên giấy hay thì nó đòi hỏi là cái kỹ năng mình sử dụng cái bút chì và sử dụng giấy nữa, hay là những cái công cụ khác nữa. Thì khi mà mình luyện thì cái đầu, cái não, cái mắt của mình nhìn nó sẽ học nhanh hơn là cái tay của mình. Cái tay của mình thì nó phải tốn 10.000 giờ, tốn thời gian dài để làm chuyện đó. Thì cái đầu, cái não của mình nó đi trước cái tay của mình, thì nó vẫn bổ vào, mình nhìn ra được cái đẹp là mình đã có phần trăm để mình có thể làm ra được cái đẹp đó rồi. Thì nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình vẽ bây giờ vẫn xấu. Nói chung là những cái đó là mình phải học cả đời, không ai nghĩ là mình sẽ vẽ gọi là đẹp nhất, nhưng mà nó chỉ là phù hợp với công việc hiện tại, vẫn áp dụng được, vẫn kiếm tiền được, như vậy là đỡ hơn rồi. Mình giải thích thêm về cái mình nói là tại sao mà luyện 2D nó nhanh hơn nha. Có nghĩa là thí dụ như các bạn làm 3D đi, nó trải qua rất là nhiều khâu, chẳng hạn một cái sản phẩm 3D thông thường thí dụ mất một tuần hoặc là cả tháng để làm một con nhân vật chẳng hạn, nhưng mà đối với những cái người học 2D thì họ vẽ ra một con nhân vật rất là nhanh, thì khoảng ngồi khoảng mấy tiếng hoặc là một buổi là họ có thể vẽ được. Thì trong cái quá trình vẽ đó họ học được rất là nhiều thứ, và họ lặp đi lặp lại cái quá trình học đó. Một ngày họ vẽ mấy bức, thì một tháng là họ vẽ được cả mấy chục bức rồi, trong khi 3D thì một tháng được có một bức. Thì làm sao mình học nhanh bằng được. Cố gắng lắm luôn rồi, một tháng. Với lại nhiều khi họ cầm tờ giấy, cái bút, họ đi toilet họ vẫn vẽ được. Có ai đem PC vào toilet ngồi đâu. Thời gian thực hành ít hơn rồi lại làm biến hơn nữa. Đúng rồi, ngồi nội mà khởi động máy tính lên là ngồi là bắt đầu muốn lướt Facebook rồi. Khi mà mình mới cúp một cái con gì á, mình bật lên cái cục hình tròn là mình thấy nó đã nản luôn rồi, mình không muốn làm luôn. Nhưng mà vẫn phải vượt qua được cái chuyện đó. Khi nó đã thành hình rồi thì mọi người sẽ thích hơn, cái đó mình làm nó tốt hơn. Thấy ai động tĩnh vậy, không biết còn ai nghe anh không? Phùng, còn chứ. Anh Phùng có nói là Đù Hưng học xây dựng, còn anh hồi chỉ được phụ hồ thôi. Chắc anh Phùng 6 muối đó. À, anh Phùng hồi xưa 6 muối mà. Sẵn nói với bạn luôn, một vấn đề rất là quan trọng để làm artist nữa đó là các bạn phải chú ý đến sức khỏe của mình. Kinh nghiệm từ một cái người đi cấp cứu 2 lần. Em cũng có nghe mọi người nói. Mọi người phải biết là đi làm rồi mọi người về nhà cày thơm á, hoặc là làm freelance á, thì những cái freelance buổi tối á, nó nói chung có tiền thì có đó, nhưng mà nó cũng rất hại sức khỏe. Thì anh Nguyên là người đã phải nằm bệnh viện vì những cái khoảng thời gian tuổi trẻ nông nổi như vậy. Cày cuốc quá nhiều vì ước mơ có một portfolio dày cộm mà mình thức đêm thức hôm mình làm 2-3 giờ sáng, thậm chí 4-5 giờ sáng, cái xong 6-7 giờ cái xách đít đi làm tiếp. Thì mình cứ như vậy một thời gian dài dẫn đến là thận của mình có vấn đề. Thì đó là lần mình đi cấp cứu đầu tiên. Lần thứ hai mình đi cấp cứu là cái lần đầu là về thể xác, lần thứ hai là về tinh thần. Thì cho nên là các bạn phải chú ý sức khỏe của mình. Nếu mà mình muốn đi đường dài, muốn làm 5 năm, 10 năm thì mình phải để ý đến sức khỏe. Chứ còn mà châu bò làm một ngày 20 mấy tiếng, 22, 23 tiếng thì chắc bạn làm được khoảng 3-4 năm là mình xanh cỏ rồi. Thì lúc đó chắc chắn là cái thành tựu mà bạn đạt được so với người mà mặc dù người ta dành ít thời gian vẽ hơn, người ta chăm chút sức khỏe và gia đình này kia, các mối quan hệ này kia các thứ, người ta đi 10 năm mà chắc chắn là người ta phải thành tựu phải tốt hơn mình rồi. Ừ. Các bạn Gen Rivu hỏi là CGMA học thế nào? Là CGMA là gì? CGMA là một cái trang web mà học trực tuyến của nước ngoài. Thế nào là sao nhỉ? Thì mình là mình đóng tiền rồi mình học thôi. Đóng tiền lấy bài và học thôi. Nhưng mà thật ra nếu mà CGMA thì dành cho các bạn mà đã đi làm lâu năm rồi, cái thu nhập, cái vốn của mình cũng có, mình có tiền để dành các thứ rồi. Tại vì khóa học của họ nó thường nằm khoảng 10 mấy đến 20 mấy triệu lần. Thì mình may mắn là khi mà mình làm Vintata thì họ cho mình học, đóng tiền cho mình học luôn, mình học được mấy khóa đó. Đồ lợi nha. Đúng rồi, chứ còn nếu mà bình thường mình kêu mình bỏ 10 mấy 20 triệu để làm, để học đó thì cũng phải đắn đo suy nghĩ lâu đấy. Còn ngoài ra nó có một số những cái kênh khác để các bạn có thể học. Thì nếu mà kênh YouTube Torrent thì bình thường không nói rồi ha, những cái đó thì ai cũng tiếp cận được. Ngoài ra nó có những cái kênh như là kênh Patreon đó. Và cái và gì nữa quên mất tên đó. Hỏi là hỏi chất lượng như thế nào? Cái kênh Patreon thì nó sẽ không phải học theo khóa, mà có nghĩa là cái hình thức nó là mình follow một số những các bạn active thì họ cũng giống như Hưng vậy đó, họ livestream mỗi ngày. Nhưng mà cái video của họ có tính phí tháng, phí thường niên, thì mình theo dõi họ. Thì họ có nhiều cái gói ít nhất là mình sẽ xem được video, cái gói cao hơn xí thì mình có thể comment, mình đặt câu hỏi kia, và cái gói cao nhất có nghĩa là họ mà học 1 kèm 1 luôn thì cái giá nó vẫn rẻ hơn CGMA. Nhưng mà ngoài ra thì nếu mà mình không có khả năng đó thì mình theo dõi hàng tháng thôi cũng được. Nó cũng có rất là nhiều những cái kiến thức mà chỉ có học ở trên đó mới có thôi. Patreon và cái trang Zhihu của Trung Quốc á. Mình học trên đó thôi. Thì mình cũng mới vừa mua một cái bộ tút để làm tóc real time khoảng 30 đô trên Zhihu. Thì cái khóa đó ở bên CGMA là nó lên tới như mình nhớ là 700 mấy đô đến 1000 đô. Thì các bạn thấy là cái giá chênh lệch Trung Quốc. Nhưng mà cái bên Trung Quốc Zhihu đó là nó liên kết với CGMA thì cái khóa đó là nó y chang vậy luôn, bán cho toàn quốc thì đúng rồi. Nhưng mà nó chỉ khác một cái là bên này mình sẽ không có hỏi được nhiều như bên kia, mình không có tương tác với giáo viên được nhiều như bên kia, nhưng mà vẫn có cái phần đặt câu hỏi trả lời, nó rẻ hơn nhiều. Ý bạn Jenny Vũ hỏi là cái phần mà CGMA nó chất lượng như thế nào á? Nếu anh học qua anh thấy chất lượng được không? Chất lượng thì cũng tùy vào giáo viên, tùy vào lớp, nhưng mà cái tùy lớn nhất đó là mình phải làm bài tập, phải làm rất là nhiều thì mình mới có nhiều câu hỏi để mình hỏi. Chứ còn nó cũng tại vì người ta cho mình học qua video mà, vì video đó họ quay mà họ chiếu đi chiếu lại cả bao nhiêu lâu rồi. Có những cái nó cũng không cập nhật luôn, để cầu đúng không? Số cái cho nên nó cũng không hẳn là cái nguồn học tốt nhất. Tại vì mình đầu tiên là mình học cái lớp về 3D thì cái người thầy đó thật ra họ dành cho mình mỗi tuần chỉ có khoảng 5 phút để sửa bài thôi và 1 tiếng để mình đặt câu hỏi thôi. Thì mình không làm gì hết thì mình làm gì có câu hỏi mà mình đặt, còn 5 phút để sửa bài họ dành cho mình có 5 phút thì 1 tuần thì chả thấm vào đâu cả. Chẳng qua là do những cái chương trình, những cái video của họ là những cái mà mình khá là mới, mình mới tiếp cận được nên là mình học thì mình sẽ thấy hữu ích. Chứ còn mình cũng không nghĩ đó là cái môi trường tốt nhất đâu, có những lựa chọn tốt hơn. Như là mình thấy là Patreon đó, các bạn lên đó bạn search một cái anh active nào chuyên về cái mảng mà bạn muốn học và các bạn theo dõi anh đó, bỏ ra một tháng khoảng 30 đô, 25 đô là các bạn có thể học được rồi. Còn mọi người nếu mà không biết về tiếng Trung Quốc ấy, tiếng Quốc mà đâu tất cả đều tiếng Anh. Trên trang Zhihu thì nó subtitle của nó là tiếng Trung Quốc nhưng mà cái video của nó vẫn là tiếng Anh, tại vì họ dùng những cái giáo viên trao đổi tiếng Anh họ làm clip mà. Nếu mà không biết thì Việt Nam thì mình giống theo kiểu đó, nếu mọi người đăng ký mình cũng được. Đầu tư học tiếng Anh đi thôi. Ngày xưa lúc mình tiếng Anh cũng yếu. Ừ, lúc đầu mình tự học, hồi xưa lúc mình tự học 10 năm trước đó thì mình tiếng Anh mình cũng kém lắm, mình phải vừa học mình vừa coi từ điển mà. Ráng thì vẫn được. Bạn hỏi là anh giới thiệu một số artist Việt Nam để follow nha. Follow là follow sao? À, em nói Facebook thôi hả? Mấy cái này khó. Thực ra mọi người cứ lên ArtStation, mọi người search nó Việt Nam thì ra hết mấy đấy người. Là mình, nếu mà mình follow trên Facebook thôi thì nó cũng đấy là cũng... Với lại nó follow nó giúp ít gì được gì à. Chủ yếu mình nhìn trên hình ảnh, hoặc là có những thứ mà người ta vẽ mình không có hiểu, người ta có sẵn sàng chia sẻ cho mình cách làm hay không. Không phải là mình nói người ta ích kỷ gì, nhưng mà người ta có thời gian để làm chuyện đó hay không nữa. Có nhiều cách lắm. Thời gian, và ngoài ra là họ khi mà họ chỉ thì họ cũng phải thấy là mình phải có được cái level nào đó rồi thì người ta chỉ, chứ còn nếu mà không biết gì hết nhiều hồi nó hầu như không ai chỉ. Học cho nó nhanh thật luôn, chứ còn nếu mà người ta chỉ đi chỉ lại cơ bản vậy thì ta cũng tốn thời gian. Em hỏi vui tò mò một bạn vẫn bạn Minh Đức Phạm có hỏi là em hỏi vui tò mò một chút, cuộc sống của một artist ngồi chuyên môn vẽ ra có bao giờ nghĩ đến việc là dành thời gian hay tiền bạc để đầu tư lĩnh vực khác trong thời điểm này không? Mua vàng ấy. Có chứ. Người Việt Nam mình giỏi cái chỗ đó đó. Ai cũng vậy hết. Nghề nhiều khi cái nghề mình làm 8 tiếng một ngày chưa phải là cái nguồn thu nhập cao nhất. Đúng đâu rồi. Nguồn thu nhập của họ đến từ nhiều nguồn lắm, thì cái đó là về kỹ năng sống thôi, hầu như là kỹ năng sống bên ngoài ai cũng phải để ý đến chuyện đó cả. Tại vì mình thấy có nhiều bạn làm nhân viên văn phòng lương có vài triệu, ai cũng mua nhà tiền tỷ như là siêu nhân luôn, thần kỳ lắm. Chắc chắn là phải kiếm thêm từ những nguồn khác thôi, như một phép màu. Rồi anh Trung Nguyễn có hỏi anh Nghiên có dạy phi không anh? Dạy phi hả? Dạy hoài tròn rồi. Thì Trần có định hướng trong tương lai anh Nghiên có đi đứa thứ ba nữa không? À, cái bạn hồi nãy mình hỏi dạy phi đó thì thật ra là mình không, anh Trung Nghiền đó luôn hả? Trung luôn. Chắc quen anh hay sao? À, biết Trung Nghiền không? Thật ra thì cũng có thể trả lời được cái câu hỏi đó, là mình với Hưng dự định là sẽ phát triển cái kênh này, làm nhiều video hơn, thì cái này là free chứ còn gì nữa. Nói chung là chia sẻ hay là nói về cái đó chứ thì mà vì... mình đâu phải là mấy anh YouTuber vài triệu subscribe kiếm tiền từ YouTube đâu này. Không biết đến khi nào mới thu được, mà làm gì thu được. Đúng, nói rồi, chung là chia sẻ là tốn thời gian, nhưng mà cái mảng này của tụi mình thì nó đâu có nhiều người như là ca sĩ hay là kia. Nói chung là tâm thế thích chém gió nên mọi người là chém gió thôi, chứ thật ra vì cộng đồng, vì cộng đồng vì đam mê. Chứ đam mê chém gió, chứ chia sẻ này đâu có đồng bạc nào đâu. Nhưng mà nó sẽ giúp, nó không gắn được một cái máy lạnh nữa, khổ lắm. Mà nắm... mở quạt thì cái phong xanh ở phía sau nó bay phật phật không xài được, nóng muốn chết luôn mọi người luôn. Thì ai thích thì có thể ủng hộ cho Hưng, này thích cũng được. Tí nữa gửi số tài khoản ấy, mọi người có ai ủng hộ mình có thể gửi tiền vào số tài khoản cho mình nha. Rồi hết rồi đó. Thôi cuối tuần như vậy là vui rồi. Cảm ơn mọi người đã xem cái buổi thoát show ngày hôm nay nha. Thì nếu mà có thông báo thông báo gì mới á, hay là những cái buổi livestream mới thì mọi người nhớ đăng ký kênh, like bay để theo dõi. Còn mọi người có muốn xem lại cái buổi sexy show này thì mọi người có thể là lên trên YouTube của mình á, mình sẽ up lại. Mà hôm nay tự nhiên cái bình luận ở kế bên này nó không có hiện, nên những cái mà mọi người bình luận á thì nó không hiện lên cái video này, rất là buồn. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye. Giọng nghe xong đừng ai bỏ nghề. Nó học nhiều quá. Đâu vẫn có tiền mà sao mà bỏ được. Thì cái đoạn hỏi lương, thế bảo là lương thấp lắm, thế là không làm nữa. Em chưa. Chưa. Không muốn học nữa. Rồi bye bye. Bye bye các bạn. Hình như mở lên để không à. Chưa bắt hả?